Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 44. Lâm Uyên nở một nụ cười, giễu cợt nói, ha ha, cậu lừa được người khác, nhưng không thể lừa được tôi đâu. Cái hồ lô rượu này của cậu, chắc chắn là vật quý báu của nhà họ Đoan Mộc, địa vị của cậu ở nhà họ Đoan, đương nhiên cũng không thấp. Lâm Uyên nói tiếp, nếu tôi không nhìn lầm, thì thực lực của cậu có thể so tài được với cái tên Nam Cung Dận kia, hai người là người cùng một thời đại phải chứ? Hả? Quân Vô Ưu nghe thấy thế, đột nhiên nghiêm túc, mặt nghiêm nghị nói, ai nói cho ông thế? Tôi đã nói rồi, cậu không lừa được tôi đâu, nói cụ thể hơn thì chúng ta cũng coi như là người cùng một thời đại mà. Lâm Uyên bình thản nói. Lâm Uyên, lão độc vật, ha ha ha, quả nhiên ông càng già càng ghê gớm, chẳng trách lại có câu chuyện cáo già. Quân Vô Ưu cười nói. Lâm Uyên thản nhiên nói, đúng vậy. Lão độc vật, đại hội võ thuật trăm phái, ông cũng che giấu thực lực, tại sao lại không để lộ ra vậy? Quân Vô Ưu hỏi dò. Thực lực của cậu mạnh hơn tôi, cho dù tôi sử dụng hết sức lực, cũng không thắng được cậu, nếu đã như vậy, chỉ bằng làm cho qua loa, tùy tiện đánh một trận là được rồi. Lâm Uyên nói tiếp, mục tiêu của tôi, từ trước tới nay không phải là vị trí đứng đầu của đại hội võ thuật trăm phái. Sao? Quân Vô Ưu hỏi, tôi có thể phát hiện ra, trên người ông có một nguồn năng lực rất mãnh liệt, rốt cuộc ông muốn làm cái gì vậy? Cậu lại muốn làm gì? Lâm Uyên đón nhận ánh mắt của Quân Vô Ưu, hỏi lại. Thôi đi, hy vọng chúng ta không phải đánh cùng một trận, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Quân Vô Ưu uy hiếp nói. Tôi cũng tặng cho cậu, một câu nói như vậy. Lâm Uyên thản nhiên nói, sau đó không nói chuyện với Quân Vô Ưu nữa, ông ta ngẩng đầu quan sát trận đánh nhau phía trước. Chấm chấm chấm. Trong góc, bọn người Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Cửu Thiên, đứng xem từ phía xa, trong lòng vô cùng lo lắng. Còn về phần Ali, thì đứng ở một bên, cô ấy nấp rất kỹ, không hề gây ra sự chú ý nào đến đám người Nam Cung Dận. Lúc này, Ali vừa vô tình vừa cố tình nhìn về phía Nam Cung Dận, nhíu mày. Cô ấy đã cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của Nam Cung Dận, có chút dè chừng, nhưng đúng lúc đó, trong lòng lại trào dâng khao khát chiến đấu mãnh liệt. Nhưng Nam Cung Dận không hề ra tay, Ali đành phải đứng xem ở một bên. Chờ đợi thời cơ. Ở một bên khác, một mình Lan Diệu Y, cô ta che mặt, im lặng chăm chú quan sát tất cả mọi thứ. Bây giờ, Tô Thương đã thành công có được danh hiệu đứng nhất của Đại hội Võ thuật trăm phái, hoàn thành đúng theo ước hẹn của cô ta. Vốn dĩ Lan Diệu Y đã muốn rời đi rồi, nhưng sau khi Tô Thương tiến vào đại điện thì liên thủ của thập đại cổ tộc lại xông tới, cô ta hòa vào trong đám đông, bị đám cao thủ Trúc Phong nhìn chằm chằm nên không rời đi được. Nhưng bây giờ cho dù có rời đi được thì Lan Diệu Y cũng không muốn đi nữa vì trong lòng cô ta đang rất lo lắng cho sự an nguy của Tô Thương. Tô thiếu gia, theo như ước hẹn của các thiên tài có tiếng lúc trước, ai có được vị trí đứng đầu của Đại hội Võ thuật trăm phái, sẽ có tư cách có được tôi. Anh thành công lấy được vị trí đứng đầu, nên bây giờ tôi đã là người phụ nữ của anh rồi. Lan Diệu Y tự lẩm bẩm, Tô thiếu gia, hy vọng anh có thể bình an vô sự. Chấm chấm chấm. Lúc này, bên trong đại điện, bọn người Vương Trọng Vân đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, nhưng không ra ngoài đó. Gì, gì phù sao? Cô Phù Dung, vậy mà là gì phù à? Lúc này, Tô Dương cảm nhận được khí tức của dì phù, lại nghe thấy giọng nói của dì phù, nên đã khẳng định là dì phù đến, bỗng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau khi kịp phản ứng lại, Tô Thương nở một nụ cười gượng. Thì ra võ thần luôn ở bên cạnh tôi, mà tôi lại không biết, dì phù giấu kỹ quá đấy. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Thương dừng lại trên người Vương Trọng Vân, hỏi dò, môn chủ Vương, trúc cơ đỉnh phong của thập đại cổ tộc tới nhiều như vậy, chúng ta không ra đi xem một chút sao? Không cần đâu. Vương Trọng Vân lắc đầu, đánh lạc hướng nói, đám người già chúng tôi, tuy đã đặt chân đến võ thần lục địa, nhưng cũng có một số người, là võ thần đỉnh phong. Nhưng, khoảng cách giữa đỉnh phong và đỉnh phong, vô cùng lớn, dù có ra ngoài đó, thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, cùng lắm thì chỉ kiềm chế được mấy tên trúc cơ đỉnh phong, chẳng có gì thú vị cả. Vương Trọng Vân nói tiếp, cho dù như vậy, cũng không thể bảo mấy người già chúng tôi, giúp cậu một tay được,
mau chóng khởi động cải biến giới luyện võ đi. Không sai. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, gật đầu nói, Tô Thương, môn chủ vương, nói rất đúng, chuyện bên ngoài kia, cứ giao cho ông nội em và dì phù ra ứng phó đi, chúng ta bắt đầu khởi động cải biến giới luyện võ đi. Một khi cải biến giới luyện võ thành công, thì giới luyện võ sẽ xảy ra một sự thay đổi long trời nở đất. Thiên Sơn Tuyết đồng ý với Vương Trọng Vân. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó bỗng tò mò hỏi, Tuyết Nhi, em sống ở mấy năm ở Giang Bắc, anh nhớ là quan hệ của em và dì Phú khá tốt. Sau khi em đi, dì Phú lúc nào cũng nhắc đến em, liên quan tới chuyện dì Phú là võ thần lục địa, em đã biết từ lâu rồi phải không? Cái này. Thiên Sơn Tuyết không giấu giếm, cuốn mấy sợi tóc trên trán, cười cười nói, ừm, trước khi đến Giang Bắc, bà nội em đã nói cho em biết, thân phận thật sự của em rồi, dì Phù cũng biết, chỉ là em không cho dì ấy nói với anh, thậm chí ông nội Tô và bác Tô cũng không biết. Không chỉ có vậy, khoảng thời gian khi Du Du đến Giang Bắc, em còn tìm đến dì Phù, bảo dì ấy dùng thuật dịch dung em thành dáng vẻ của dì ấy. Tô Thương dừng lại một chút. Sau đó gượng cười nói, được, thì ra ở biệt thự ven sông, dì Phù phá hoại chuyện tốt của anh và Lý Nguyệt, là em à, chẳng trách anh lại thấy dì Phù đó có gì đó không ổn. Đợi sau khi cải biến giới luyện võ, anh nhất định sẽ tìm một cái giường lớn thật mềm mại, để trừng trị em một trận ra hồn luôn. Tô Thương cười giễu cợt nói. Vừa nói xong, phần lớn các trụ cột của giới luyện võ, thi nhau chuyển hướng nhìn. Viên Thông trụ trì của núi Bồ Đề, lại chắp tay trước ngực. Miệng tụng A-di-đà Phật. Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết ngại ngùng, đỏ mặt nói, đến lúc nào rồi, mà anh còn nói mấy câu kiểu này, tranh thủ thời gian khởi động cải biến giới luyện võ đi. Đúng đúng đúng. Vương Trọng Vân đứng bên cạnh thúc giục nói, cải biến giới luyện võ quan trọng, Tô Thiếu Gia, mời đi bên này. Được. Tô Thương gật đầu, dừng cuộc tâm sự của mình lại, sau đó đi theo Vương Trọng Vân, đi sau vào bên trong đại điện. Rất nhanh, một đoàn người đã đến chỗ sâu nhất của đại điện, nơi này có một cái bục cao hình tròn, phía trên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tô Thiếu Gia, mời cậu ngồi ở trên vị trí bục cao kia. Vương Trọng Vân nói. Tô Thương làm theo, bay lên không trung, một lát sau liền xuất hiện ở trên vị trí bục tròn kia, rồi ngồi khoanh chân lại. Vèo. Cùng lúc đó, xung quanh bục tròn có ánh sáng rất yếu, bỗng trở nên chói mắt, vô cùng chói lóa. Cùng khoảng thời gian ấy, có một luồng năng lượng mãnh liệt, tạo thành một cái bình phong vuông vức, vây quanh Tô Thương, nhìn qua bề ngoài, thì Tô Thương như là một tên phạm nhân, bị nhốt ở trong tù vậy. Trên thực tế đúng là như thế, Tô Thương ngạc nhiên phát hiện, bản thân không thoát ra ngoài được, bỗng có chút sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thương nhíu mày, anh giơ nắm đấm lên đánh ra bách thế luân hồi quyền, nhưng vẫn không thể nào làm lay động được màn sáng chút nào. Cậu Tô, cậu đừng lộn xộn, màn sáng này sẽ không gây tổn thương cho cậu, chỉ cần cổ võ cải cách bắt đầu thì màn sáng sẽ tự động biến mất, đến lúc đó cậu có thể đi ra ngoài. Lúc này, Vương Trọng Vân tiến lên giải thích. Thì ra là như vậy. Tô Thương gật đầu, sau đó nói, bây giờ tôi ngồi xuống rồi, phải làm sao thì cổ võ cải cách mới có thể mở ra vậy. Tôi từng nghe sư tổ nhắc tới, để mở được cổ võ cải cách phải cần đến máu của con cháu nhà họ Tô. Vương Trọng Vân nhẹ nhàng cười nói, cậu Tô, mời cậu lấy máu ở đầu ngón tay của mình sau đó nhỏ vào khe cắm ở góc dưới bên phải. Hừ, Tô Thương khẽ nhíu mày, anh không lập tức làm theo lời Vương Trọng Vân nói, mà là cẩn thận quan sát xung quanh cái đài cao. Ngay sau đó, anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng, xung quanh lại là một tòa trận pháp, hơn nữa còn là đại trận siêu cấp. Trận pháp này có thể nối liền đất trời, thậm chí là che đậy thiên cơ. Vô cùng lớn mạnh. Ầm ầm. Lúc này, Tô Thương giơ tay lên đặt tay lên màn sáng trước mặt, tâm niệm vừa động, sau một khắc, trên màn sáng lập tức xuất hiện các đường vân chằng chịt. Ngoài chỗ này ra, thì toàn bộ đại điện đều bị phù văn bao phủ, phát ra luồng ánh sáng rực rỡ, uy thế khủng bố. Tòa đại trận này lấy đại điện làm căn cơ, giăng bày khắp nơi như sao trên trời, rườm rà phức tạp, số lượng rất lớn. Tô Thương nói với vẻ mặt hoảng sợ, cái gì mà mở ra cổ võ cải cách chứ, đây rõ ràng là mở ra tòa trận pháp này. Tôi hiểu ra rồi, hệ thống cổ võ được sáng tạo ra, võ thần lục địa đỉnh phong chính là điểm kết thúc,
không hề có cảnh giới tiếp theo. Mà chủ nhân bố trí trận pháp này, chính là muốn lấy sức mạnh của bản thân để tiếp tục cảnh giới của hệ thống cổ võ, để cho người luyện võ có thể đi lâu hơn, đi xa hơn nữa. Thế nhưng, tòa đại trận này lại quá mức thần bí khó lường, vậy rốt cuộc là ai lại có thể thể bố trí ra được một trận pháp như vậy, chẳng lẽ chính là nhân vật lớn thông thiên trong truyền thuyết kia sao? Trong lòng Tô Thương tràn ngập nghi ngờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến lời Vương Trọng Vân vừa nói, nhất thời hỏi, Vương môn chủ, vừa nãy ông nói rằng, tòa đại trận này phải cần đến máu của con cháu nhà họ Tô mới có thể mở ra sao? Đúng vậy, Vương Trọng Vân gật đầu, không hề giấu giếm. Vậy những lời ngoài kia không phải là lời đồn, đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái thuận theo mệnh trời, cũng chỉ có người đạt hạng nhất mới có tư cách mở ra sao? Tô Thương nhíu mày nói, vậy tại sao bây giờ ông lại nói cho tôi biết, chỉ có máu của con cháu nhà họ Tô mới có thể mở ra vậy? Cậu Tô, điều cậu nghe được cũng không có sai, những lời kia là do sư tổ của tôi truyền ra ngoài. Quả thật, chỉ có đệ nhất của đại hội võ thuật trăm tông phái mới có tư cách khởi động tòa đại trận này, từ đó mở ra cổ võ cải cách. Vương Trọng Vân nhẹ nhàng cười nói, nhưng mà, sư tổ của tôi còn nói thêm một câu, và chỉ nói với một mình tôi biết mà thôi. Đó chính là, đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái nhất định sẽ thuộc về con cháu nhà họ Tô, không ai có thể giành được. Vương Trọng Vân nói tiếp, vốn dĩ tôi không tin, cũng không muốn giao tương lai của giới luyện võ cho một người không quen thuộc, cho nên tôi đã cho đệ tử Vương Giã của tôi ra tay, muốn đánh bại cậu, để cho võ đang nắm tất cả mọi thứ trong tay. Thế nhưng thật đáng tiếc, đệ tử của tôi đã thất bại, đã đánh thua cậu, xem ra suy đoán của sư tổ tôi là chính xác. Vương Trọng Vân nói thêm, cậu Tô, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều nghi ngờ, nhưng mà tôi biết cũng không nhiều, trước mắt những gì tôi biết thì đều đã nói cho cậu biết rồi. Cổ võ cải cách vô cùng cấp bách, mong cậu Tô hãy mau chóng hoàn thành, à phải rồi. Vương Trọng Vân nói tiếp, còn có một chuyện nữa, đó chính là một khi tòa đại trận này được mở ra, cổ võ cải cách thành công, với tư cách là người mở ra thì cậu Tô có thể nhận được một quyền lợi, giúp cho 10 người mà mình quen thuộc, một bước đặt chân vào cảnh giới hoàn toàn mới kia. Chọn ai cũng được sao? Tô Thương nhất thời cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Trọng Vân gật đầu nói, cho dù trước đó đối phương có đang ở cảnh giới gì đi nữa, thì chỉ cần là người luyện võ, trong cơ thể có chân khí, cho dù có cách xa ngàn dặm vẫn có thể tiếp nhận quà tặng từ đại trận, lập tức tiến vào cảnh giới trên võ thần lục địa, một cảnh giới hoàn toàn mới kia. Mà không gây ảnh hưởng đến tu luyện của sau này, không tính là đề hồ quán đỉnh gì, thậm chí sẽ nhận được lợi ích. Mà thiên phú cũng có thể được nâng cao lên rất nhiều, thành quả sau này cũng không thể hạn chế. Cái này hay vậy. Tô Thương có chút phấn khích, sau đó hỏi, tên gọi của cảnh giới trên võ thần lục địa là gì? Ha ha, cái này phải xem cậu Tô đặt tên như thế nào đấy. Vương Trọng Vân cười nói, trên võ thần lục địa vốn không có cảnh giới, đương nhiên là không tên, cậu Tô là người mở ra thì muốn đặt cho cảnh giới đó tên là gì thì chính là tên đó. Tôi hiểu rồi. Tô Thương gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết bên cạnh, hỏi tôi đặt tên xấu lắm, Tuyết Nhi, cô cảm thấy tên gì thì thích hợp. Thiên Sơn Tuyết suy nghĩ một lát, sau đó nói, cảnh giới võ thần có một chữ thần, cảm giác đã thuộc về cảnh giới cao cấp nhất của cổ võ rồi. Nhưng mà võ thần bây giờ, phía sau có một hậu tố, tên đầy đủ là võ thần lục địa, thêm hai chữ lục địa, thể hiện cấp thấp. Thiên Sơn Tuyết đầu tiên là phân tích, sau đó nói, cứ như vậy, tiếp tục cảnh giới tiếp theo, so sánh đơn giản một chút. Trên võ thần lục địa có thể là võ tôn, sau đó là võ thánh. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, trên võ thánh, có thể trở về võ thần, không thêm hậu tố mà chỉ có hai chữ võ thần, thể hiện cho trí cường của hệ thống cổ võ, thấy thế nào? Ha ha, có thể suy nghĩ này của Thiên Minh Chủ rất hay. Vương Trọng Vân khen ngợi. Được cứ dựa theo tên gọi mà Tuyết Nhi nói đờ. Tô Thương gật đầu, sau đó nói tiếp, tôi đã biết phương pháp của cải cách cổ võ, tự tôi có thể mở ra tòa đại trận này, mấy người ở tại chỗ này cũng được, bảo vệ xung quanh tôi không thể bị quấy rầy. Thiên Sơn Tuyết, Vương Trọng Vân, Viên Thông Trụ Trì, Đỗ Khôn, Từ Ngọc Phong, Trương Thiên Lôi, v.v. Rất nhiều xuất thân như thế đều sôi nổi đáp ứng. Ngay sau đó...
Tô Thương lập tức cắn rách ngón tay, nhỏ máu của mình vào khe cắm, sau đó tập trung tinh thần nghiên cứu tòa đại trận này. Anh đã nhìn ra được, nếu muốn mở tòa đại trận này ra, đầu tiên cần có một chất dẫn. Mà Tô Thương lại không biết chất dẫn này là cái gì, nhưng chắc chắn không hề tầm thường, là thứ đặc thù của người bày trận. Nếu như dùng không đúng cách, là giống như việc không có chìa khóa, cho dù người ngồi ở trên cái đài cao là ai đi nữa, thì cũng không thể mở ra trận pháp này. Dựa theo lời của Vương Trọng Vân nói, Tô Thương biết được, chất dẫn này là máu của con cháu nhà họ Tô, cho nên Tô Thương đã lựa chọn thử, và kết quả là đã thành công. Chất dẫn, đã đúng rồi. Điều này làm cho Tô Thương càng thêm khó hiểu, vì sao mà tòa đại trận này lại có liên quan đến anh vậy? Thế nhưng, mở ra cổ võ cải cách là việc quan trọng hơn, Tô Thương không thể trì hoãn thời gian, tập trung tinh thần. Điều kiện thứ hai để mở ra đại trận lại càng khó khăn hơn, nhất định phải tinh thông trận pháp. Chất dẫn tương đương với chìa khóa cửa chính, nhưng có chìa khóa cũng không nhất định là sẽ mở được cửa. Bởi vậy, cần một vị đại sư tinh thông trận pháp, nghiên cứu hoàn toàn trận pháp. Hai điều kiện này, thiếu một cái cũng không được, mà Tô Thương lại hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, ngoại trừ Tô Thương ra, thì trên đời này không ai có thể làm được. Bù! Cùng với việc Tô Thương tập trung tinh thần, thì xung quanh cái đài cao cũng phát ra hào quang, dần càng thêm chói mắt, thậm chí cả đại điện cũng bị bao phủ bởi ánh sáng. Phù văn trên màn sáng giống như những con nòng nọc nhỏ, bắt đầu tung tăng bơi lội. Cho tôi thời gian nửa tiếng. Tô Thương khoanh chân ngồi trên cái đài cao, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm nói, tôi cần khoảng thời gian là nửa tiếng sau, tòa đại trận này sẽ khởi động, và lúc đó, cổ võ cải cách sẽ mở ra. Trong vòng nửa tiếng sau, tôi không thể bị bất kỳ chuyện gì quấy rầy, nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Sau khi dặn dò một hồi, Tô Thương bắt đầu tập trung tinh thần dốc lòng nghiên cứu tòa đại trận này. Ngoài ra, anh còn truyền âm cho linh hồn Ali, dặn dò Ali dưới tình huống không cần bại lộ thì đừng ra tay, nhất định phải bảo vệ cái đài cao cho tốt. Cậu chủ, cậu cứ yên tâm đi, cho dù chúng tôi có đánh cược cái mạng này thì cũng sẽ không để cho những người cổ tộc tới gần đâu. Vương Trọng Vân nghiêm túc đáp lại, sau đó nhìn khắp xung quanh, nghiêm túc nói, thưa các vị, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe thấy lời nói của cậu Tô, hôm nay là thời khắc quan trọng nhất của giới luyện võ. Hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực giúp cho giới luyện võ càng ngày càng tốt hơn. Viên thông trụ trì, Từ Thiện Sư Thái, Anh Thạch, tôi hiểu rõ về thực lực của mọi người. Vương Trọng Vân nhìn về phía ba người có thực lực mạnh nhất ở đây, nghiêm túc nói, mọi người đều ở võ thần lục địa đỉnh phong, đã lắng đọng vô số năm, tuổi thọ cũng gần như đã đến hạn. Nếu cổ võ cải cách thành công, mọi người hoàn toàn có thể bước ra một bước kia ngay lập tức. Đến lúc đó tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng lên. Ánh mắt Vương Trọng Vân rời lên người Thạch Hạo Hãn, ông ấy nói tiếp, anh Thạch, so ra thì tuổi của ông là nhỏ nhất, theo lý thuyết mà nói thì tuổi thọ vẫn còn ít nhất khoảng 200-300 năm tuổi, nhưng ông đã sử dụng hết 99 lần Thái Sơn thần công, tổn hại quá lớn. Nếu như sau khi cổ võ cải cách, anh có thể tiến vào cảnh giới mới, nói không chừng có thể phá vỡ ma chú không thể sử dụng Thái Sơn thần công quá 100 lần. Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ không vì người khác mà chỉ vì chính bản thân mình, nhất định phải dốc hết sức mạnh để ứng phó. Vương Trọng Vân nói thêm. Vương môn chủ, những lời này không cần ông phải nhắc nhở, trong lòng chúng tôi ai cũng đều biết rõ. Mặc dù tôi không hề có cảm tình gì với Tô Thương, thậm chí là vô cùng chán ghét cậu ta, nhưng công tư phải rõ ràng. Từ Thiện Sư Thái nói. A-di-đà Phật. Viên thông trụ chỉ chắp hai tay lại nói. Độ mình mới có thể độ người, Vương môn chủ, bần tăng đương nhiên sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi cũng không có gì để nói, tôi chướng mắt Tô Thương, nhưng tôi muốn nhìn một chút dáng vẻ của sau khi cải cách của cổ võ hơn. Thạch Hạo Hãn nói, như vậy là tốt rồi. Vương Trọng Vân vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu. Thạch Hạo Hãn, Từ Thiện Sư Thái, Viên Thông Trụ Trì, ba người này đều là võ thần lục địa đỉnh phong. Cộng thêm bản thân Vương Trọng Vân ông ta nữa là bốn vị võ thần lục địa đỉnh phong, hơn nữa ai cũng đều vượt xa đỉnh phong bình thường. Cho dù người của thập đại cổ tộc xông vào, thì có lẽ đoàn người bên mình cũng vẫn có thể giữ chân được một khoảng thời gian. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện,
hàng trăm quần chúng đang hóng hớt, quan sát trận chiến ở đằng trước từ phía xa. Ngay tại thời điểm này, hai người Dì Phù và Thiên Niên Sát nghênh chiến 30 trúc cơ đỉnh phong, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, thậm chí trúc cơ đỉnh phong còn không ngừng bị đánh ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Đông Phương Diệu, Tây Phương Lượng, Hạ Hầu Ấn, tất cả mấy người đều xông lên hết đi, không cần phải nể tình, giết chết Phù Dung và Thiên Niên Sát mau. Lúc này, Nam Cung Giận ra lệnh. Vâng. Đông Phương Diệu nhận lệnh, lập tức cùng với nhóm người Hạ Hầu Ấn vươn người bay ra, tham gia chiến đấu. Về phần Tây Phương Sáng sau khi do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo sắp xếp của Nam Cung Giận. Mặc dù cảnh giới của 9 người bọn họ cũng là trúc cơ đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều. Có mấy người Đông Phương Diệu tham gia vào chiến đấu, Dì Phù và Thiên Niên Sát rõ ràng đã trở nên vất vả. Thế nhưng mà, dù sao Dì Phù và Thiên Niên Sát cũng rất mạnh mẽ, nhất thời sẽ không đến mức phải thất bại. Sau khi A Ly nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, thì lập tức canh giữ ở cửa đại điện. Bên cạnh là đám người năm anh em nhà họ Đoàn, Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ và Thạch Cửu Thiên. Cô A Ly, hình như hai vị tiền bối kia đã không chịu nổi, chúng ta cần ra tay không? Ông lão nhà họ Đoàn, Đoàn Khánh Minh khách sáo hỏi. Tạm thời không cần đâu. A Ly bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần phòng thủ vững chắc trong nửa tiếng, trước mắt xem ra, hai người bọn họ có thể chống đỡ nửa tiếng. Mọi người cứ ở chỗ này chờ đi, lỡ như cổ tộc còn có người hỗ trợ, các ông lên cũng chưa muộn. A Ly nói. Được. Đoàn Khánh Minh nghe vậy thì khách sáo gật đầu, sau đó dẫn theo bốn anh em đứng sang một bên. Nam Cung tiền bối, con cháu nhà họ Tô đang ở trong đại điện, môn chủ Thiên Cơ môn Vương Trọng Vân, sơn chủ Thái Sơn Thạch Hảo Hán, viên thông trụ trì của núi Bồ Đề, từ thiện sư thái núi Nga Mi. Và một vài cao thủ cổ võ cũng đang ở trong đại điện. Lúc này, Hạ Hầu Kiệt nhìn về phía Nam Cung Giận, nhỏ giọng nói. Những người đó không có gì đáng sợ, nếu suy xét kỹ càng thì cao thủ thực sự của giới luyện võ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nam Cung Giận nở nụ cười, sau đó rời tầm mắt nhìn về phía đại điện, sau đó ông ta chú ý tới A Ly, lập tức nhíu mày nói, ngay từ khi cô mới bắt đầu, tôi đã chú ý đến cô. Không nghĩ tới cô nhỏ tuổi như vậy mà đã đặt chân lên trúc cơ đỉnh phong, khí tức còn mạnh hơn so với các thanh niên thiên kiêu của thập đại cổ tộc hơn một chút, cô là ai? Nam Cung Giận hỏi. Soạt soạt soạt. Mọi người đang có mặt ai nấy cũng đều biết, Nam Cung Giận mới là người dẫn đầu cổ tộc, bởi vậy, nghe thấy Nam Cung Giận nói vậy thì ánh mắt của mọi người đều nhìn sang kia. Mà A Ly lại giống như không nghe thấy, sắc mặt không chút thay đổi, cũng không có trả lời câu hỏi của Nam Cung Giận. Không muốn trả lời thì thôi vậy, cô đứng ở nơi đó là để ngăn cản không cho tôi tiến vào đại điện sao? Nam Cung Giận hỏi tiếp. Đồng thời cũng phóng xuất ra một luồng khí tức khủng bố, cuộn cuồn xông đến bên kia. A Ly chống đỡ uy áp của Nam Cung Giận, biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, cô ấy thản nhiên nói, bộ ông mù sao mà không nhìn ra. Láo xược! Nam Cung Giận vô cùng tức giận, ánh mắt thoáng chốc đã trầm xuống, ông ta lập tức đánh ra một luồng linh khí khủng bố. Hừ! A Ly hừ lạnh một tiếng, cô ấy vung tay lên, chớp mắt đã đánh tan đòn tấn công của Nam Cung Giận. Ha ha, cô gái nhỏ, cô cũng có chút thú vị đấy, thế mà lại có thể tiếp được một đòn của tôi. Nam Cung Giận lộ ra một tia cười lạnh, thế nhưng mà tôi lại muốn xem thử xem cô có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay tôi. Dứt lời, nụ cười trên mặt Nam Cung Giận trong nháy mắt đã thu hồi lại. Ông ta bay lên trời, xông thẳng về phía A Ly. A Ly không hề có chút do dự, cô ấy chủ động chiến đấu, linh khí vây quanh xung quanh cơ thể. Tiến lên nghênh đón. Nhưng cô ấy vẫn nhớ kỹ dặn dò của Tô Thương, cho nên không dùng đến hình thái cuối cùng, mà chỉ là muốn kéo dài thời gian. Tiếp sau đó, Nam Cung Giận và A Ly đánh nhau giữa không trung, linh khí cây ết ủng bố tàn sát bừa bãi xung quanh, tiếng động không khí bùng nổ cứ vang lên bên tai không dứt. Cô nhóc này, e là đã vô địch trong trúc cơ đỉnh phong rồi đấy nhỉ? Nếu như tôi không bước ra một bước kia, chỉ sợ đã không phải là đối thủ của cô ấy, lần này khó ăn rồi. Nam Cung Giận càng đánh càng sợ hãi, ông ta bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Cuối cùng,
Ánh mắt của ông ta nhìn vào Quân Vô Ưu ở phía dưới, cao giọng nói, Đoan Mộc Vô Ưu, cái lão già này, ông xem kịch vui đến nghiện rồi sao, ông tính xem đến khi nào đây hả? Quân Vô Ưu, trước đó đã từng nhắc tới, ông ta đến từ gia tộc Đoan Mộc, tên thật là Đoan Mộc Vô Ưu. Lần này tới núi Võ đang không biết mang mục đích gì, từ đầu đến giờ vẫn luôn ở một bên quan sát trận chiến. Ngay tại thời điểm này, nghe thấy Nam Cung Dận nhắc tới tên mình, Quân Vô Ưu đầu tiên là uống một ngụm rượu, sau đó là nở một nụ cười, Nam Cung Dận, tôi có nói là tôi muốn ra tay sao? Lần này trước khi tới núi Võ Đang, thập đại cổ tộc đã tụ họp bàn bạc, là do ông chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn đội đến đây, tôi nhường cơ hội này lại cho ông, không tranh giành với ông đâu. Quân Vô Ưu đón nhận ánh mắt của Nam Cung Dận, nhẹ nhàng cười nói, sao thế? Bây giờ muốn tôi ra tay giúp ông sao? Đoan Mộc Vô Ưu, ông đang tức giận với tôi sao? Nam Cung Dận trầm giọng nói, xem ra tôi cần phải nhắc nhở ông, nếu cổ võ cải cách thành công, xác suất lớn là giới luyện võ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, đến lúc đó hoành tráng hơn bao giờ hết, thiên hạ sẽ không còn chỗ đứng cho thập đại cổ tộc chúng ta nữa. Bây giờ ông ra tay không phải giúp tôi, mà là giúp thập đại cổ tộc, giúp gia tộc Đoan Mộc. Ha ha. Quân Vô Ưu chế giễu nói, tôi cũng cần phải nhắc nhở ông một chút, tôi sớm đã không còn là người của gia tộc Đoan Mộc rồi. Chẳng lẽ ông đã quên mất rằng nhiều năm về trước, tôi đã bị lão tổ của gia tộc Đoan Mộc trục xuất ra khỏi gia tộc rồi sao, bây giờ tôi chỉ là đứa con trai bị gia tộc Đoan Mộc vứt bỏ mà thôi, tên của tôi cũng đã đổi rồi, tôi tên là Quân Vô Ưu, chứ không phải Đoan Mộc Vô Ưu. Quân Vô Ưu nghiêm mặt nói, gia tộc Đoan Mộc, thậm chí là thập đại cổ tộc. Cho dù có hưng thịnh hay suy yếu thì có liên quan gì đến tôi? Ông! Nam Cung Dận lạnh lùng nói, Đoan Mộc Vô Ưu, nếu như tôi nhớ không lầm, thì hình như Đoan Mộc Lưu của nước Đê là anh em ruột thịt của ông đúng chứ? Đúng thế thì đã sao? Khoảng thời gian trước, ông ta đã bị con cháu nhà họ Tô giết chết, con cháu của ông ta cũng đã bị Tô Thương xóa sổ. Nam Cung Dận nói tiếp, Quân Vô Ưu, bây giờ Tô Thương đang ở đại điện. Ông không đi giết cậu ta để báo thù cho em trai ruột thịt một nhà của ông sao? Chuyện này thì tôi biết, nhưng nó đâu có liên quan gì đến tôi đâu, Đoan Mộc Lưu rơi vào kết cục như vậy là do bản thân tự gieo gió gặt bão mà thôi. Quân Vô Ưu lắc đầu nói, còn về chuyện báo thù, thì thật ngại quá, từ sau khi tôi bị trục xuất khỏi gia tộc thì đã thề rằng, tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của gia tộc Đoan Mộc nữa. Quân Vô Ưu, ông tuyệt tình thật đấy. Nam Cung Dận vừa chiến đấu với Ali, vừa nói, đừng tưởng rằng tôi không biết ông tới núi Võ Đang lần này là có mục đích gì. Nếu như ông không chịu ra tay, tôi thề, ông nhất định sẽ thất bại mà quay về. Nam Cung Dận cắn răng nói, cho dù tôi dốc hết toàn bộ sức lực cũng sẽ không để cho ông đạt được mục đích, nếu ông không tin thì cứ thử xem. Ông đang uy hiếp tôi ư? Quân Vô Ưu nhíu mày nói. Đúng thế, ông có thể hiểu như vậy. Nam Cung Dận đưa ra điều kiện, nói tiếp, Đoan Mộc Vô Ưu, tôi có thể đảm bảo với ông rằng, chỉ cần ông giúp tôi nhất định sẽ giúp ông lấy được thứ mà ông mong muốn. Quân Vô Ưu suy nghĩ vài giây, sau khi suy nghĩ xong, cuối cùng ông ta cũng gật đầu nói, được, tôi đồng ý với ông, hy vọng ông sẽ không nuốt lời, nếu không tôi sẽ không để cho ông sống thoải mái đâu. Dứt lời, Quân Vô Ưu uống một ngụm rượu, sau đó vỗ hổ lô rượu. Bù. Thoáng chốc, khí tức của Quân Vô Ưu tăng vọt, cảnh giới cũng liên tục được thăng cấp, chỉ trong khoảng thời gian mà đã thăng cấp lên trúc cơ đỉnh phong. Trên người hắn tản mát ra uy thế, càng là khủng bố, thậm chí không yếu hơn Nam Cung Dận. Sau đó, Quân Vô Ưu bay lên trời, tham gia vào trận chiến của Nam Cung Dận và Ali, hai người cùng nhau bao vây tấn công Ali. Có Quân Vô Ưu tham gia vào trận chiến. Áp lực của Nam Cung Dận rõ ràng đã bớt đi rất nhiều. Ali bắt đầu bị chèn ép, nhưng cũng không đến nổi chịu không được, cô ấy không muốn hiện nguyên hình. Bởi vì, Ali có thể nhận thấy được rõ ràng, rằng Quân Vô Ưu và Nam Cung Dận này không hề đơn giản, bọn họ có thể gây uy hiếp cho cô ấy. Cho dù cô ấy có khôi phục nguyên hình thành cửu vĩ hồ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng được hai người bọn họ. Theo lý thuyết mà nói, đây là tình huống không nên xuất hiện, kết đan không thành, bản thân vốn nên bất khả chiến bại. Ngay từ đầu, Ali còn cho rằng bản thân đã nhìn lầm,
nhưng cảm giác nguy cơ này lại càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên A Ly không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô ấy tính toán giữ chân hai người này, tranh thủ thời gian cho cậu chủ. Và đương nhiên, nếu như bọn họ dùng đến con át chủ bài, thì đương nhiên A Ly sẽ không giấu nghề nữa, mà sẽ lùi về sau một bước để đánh trả đối phương, có lẽ có thể tranh thủ được một cơ hội. Cứ như vậy, ba người đánh nhau giữa không trung, linh khí ở hiện trường bùng nổ, tình hình hoành tráng. Anh cả, chúng ta ra tay không? Lúc này, bên cạnh đại điện, Đoàn Khánh Sinh dò hỏi. Đoàn Khánh Minh do dự một lát, sau đó đưa ra quyết định, cô A Ly đã xông lên rồi, chúng ta cũng không cần phải đứng xem kịch nữa, cũng nên báo đáp cậu chủ rồi. Được. Đoàn Khánh Sinh gật đầu, sau đó hỏi, anh cả, theo ý của anh thì chúng ta tham gia vào trận chiến nào trong hai trận chiến này vậy? Trong trận chiến của Nam Cung Dận, Đoan Mộc Phụ Yêu và cô A Ly, thực lực của ba người quá mạnh, bọn họ chiến đấu thì tôi có thể nhúng tay vào, nhưng các cậu thì lại không được. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, bây giờ xem ra, cô A Ly vẫn còn chịu đựng được, không cần chúng ta hỗ trợ. Như vậy đi, chúng ta giúp Phù Dung tiền bối và Thiên Niên Sát tiền bối trước, xoa sổ hết những tên trúc cơ đỉnh phong kia. Được. Anh cả đã mở miệng thì bốn anh em nhà họ Đoàn còn lại đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thế cho nên, Đoàn Khánh Minh lập tức dẫn đầu anh em của mình tham gia vào trận hỗn chiến của nhóm người Dì Phù và Thiên Niên Sát. Ban đầu, sau khi đám người Đông Phương Diệu, Tây Phương Lượng, Hạ Hầu Ấn tham gia vào thì Dì Phù và Thiên Niên Sát đã không chiếm được ưu thế, thậm chí còn đang gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng, năm anh em nhà họ Đoàn vừa ra tay, chỉ trong chớp mắt cục diện đã được đảo ngược lại. Một nhóm 7 người bao gồm Dì Phù, Thiên Niên Sát và năm anh em nhà họ Đoàn đè ép 30-40 tên trúc cơ đỉnh phong. Đoàn Khánh Minh. Lúc này, Tây Phương Lượng vừa đánh nhau với Đoàn Khánh Minh, vừa nói, tôi đã chú ý ông từ lâu, nhưng khí tức trên người ông lại lớn mạnh đến mức khiến cho tôi không dám thừa nhận, không ngờ tới thật sự là ông. Là tôi, Đoàn Khánh Minh bình thản nói. Mấy năm trước lúc gặp ông chỉ mới bước vào võ thần đỉnh phong, sao bây giờ lại mạnh như vậy? Tây Phương Lượng ngạc nhiên nói, với cả bốn anh em của ông, tất cả bọn họ đã đặt chân lên võ thần đỉnh phong từ khi nào vậy, tại sao không báo cáo với nhà họ Tây? Ha ha, e rằng ông vẫn chưa biết, tôi đã làm phản nhà họ Tây, bây giờ ông chủ của năm anh em chúng là con cháu nhà họ Tô, Tô Thương. Làm phản nhà họ Tây, các ông không muốn sống rồi ư? Tây Phương Lượng uy hiếp nói. Chuyện này không cần ông quan tâm. Đoàn Khánh Minh vuốt chòm râu, giọng điệu bình thản nói, Tây Phương Lượng, chắc hẳn ông đã nhìn ra được tình hình lúc này. Năm anh em chúng tôi tham gia chiến đấu, chắc chắn chút người của thập đại cổ tộc sẽ không xông vào đại điện được đâu, nếu cứ đánh tiếp, tất cả người cổ tộc đang có mặt đều sẽ bỏ mạng ở đây, tin tôi đi, tôi có năng lực này. Đoàn Khánh Minh thờ ơ nói, nhưng mà, quan hệ của năm người chúng tôi với nhà họ Tây tương đối phức tạp. Mặc dù nhà họ Tây của ông đã đầu độc trong cơ thể của chúng tôi, thậm chí còn sắp đặt thần chú sinh tử, nhưng năm anh em chúng tôi có được thành tựu của ngày hôm nay, cũng đều là nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Tây. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, làm người không thể quên nguồn gốc của mình, thôi thì như vậy đi, Tây Phương Lượng, ông hãy dẫn theo người của ông rời khỏi võ đang, năm anh em chúng tôi chắc chắn sẽ không gây cản trở. Ha ha, Đoàn Khánh Minh, khẩu khí lớn thật đấy. Hôm nay tôi muốn xem thử xem ông làm thế sao để giữ chúng tôi lại. Tây Phương Lượng vô cùng tức giận, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ngay sau đó xung quanh cơ thể lập tức phát ra linh lực, càng thêm mạnh mẽ. Tây Phương Lượng, để tôi giúp ông một tay. Lúc này, Đông Phương Diệu mở miệng nói. Mấy người Hạ Hầu Ấn bên cạnh cũng vội vã ra tay, bắt đầu xông về phía Đoàn Khánh Minh chiến đấu. Đoàn Khánh Minh thấy vậy cũng không hề có chút bối rối nào. Chân khí xung quanh cơ thể nổi lên cuồn cuộn, ứng đối đều đâu vào đấy. Một mình ông ta ngăn chặn mấy nhân vật lớn như Tây Phương Lượng, Đông Phương Diệu. Vốn dĩ Đoàn Khánh Minh đã đặt chân lên võ thần lục địa đỉnh phong, hơn nữa còn hấp thụ sức mạnh của thần chú sinh tử trong cơ thể, thực lực được tăng lên. Bởi vậy, ông ta vô cùng tự tin khi đối diện với người tu chân cảnh giới trúc cơ. Lấy một địch nhiều cũng là chuyện nhỏ. Về phía bốn anh em của ông ta cũng ở võ thần đỉnh phong, trước mắt chỉ có thể xem như bình thường.
cho nên bốn người bọn họ chỉ có thể cầm chân 5-6 tên trúc cơ đỉnh phong bình thường. Nhưng điều này lại giúp cho Dì Phù và Thiên Niên Sát có được cơ hội, hai người bọn họ chợt bùng nổ, chỉ trong phút chốc đã xóa sạch mấy tên trúc cơ đỉnh phong. Ầm ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, Dì Phù và Thiên Niên Sát tấn công không ngừng, đánh bại từng người một. Khoảng cỡ mười mấy phút sau, 30 người cảnh giới trúc cơ đỉnh phong lúc đầu nhưng bây giờ chỉ còn lại có 7-8 người mà thôi. Đám người Đông Phương Diệu và Tây Phương Lượng thấy vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cho dù có là thập đại cổ tộc, đào tạo được một người trúc cơ đỉnh phong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ lại tổn thất nhiều trúc cơ đỉnh phong như vậy, cổ tộc chắc chắn sẽ đau lòng. Nhất là Hạ Hầu Ấn, vẻ mặt nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Không sao đâu, vấn đề không lớn, chờ sau khi chúng ta gỡ yết chết hết 5 anh em nhà họ Đoàn rồi lại đi trừng trị hai người bọn họ. Tây Phương Lượng nói. Cút. Hạ Hầu Ấn tức giận nói, lần này có 30 cao thủ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong tới võ đang, trong đó có một nửa là của nhà họ Hầu gia tôi, nhà họ Tây của ông cũng chỉ có mỗi mình ông tới, đương nhiên là ông cảm thấy đây không phải vấn đề lớn rồi. Giống cái gì giống, chẳng phải chết có mấy người thôi sao? Tây Phương Lượng đang nói, kết quả lại nhìn thấy toàn bộ 30 người trúc cơ đỉnh phong đều đã trở thành những xác chết, vì thế đổi giọng nói, được rồi, bây giờ đã chết hết rồi, quả thật rất đáng tiếc, tôi đau lòng thay ông. Ông câm miệng lại. Hạ Hầu Ấn hung tợn trừng mắt nhìn Tây Phương Lượng một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dì Phù và Thiên Niên Sát. Được rồi, anh Hạ Hầu hãy nén đau buồn, mọi người không cần giấu nghề đâu. Đông Phương Diệu an ủi Hạ Hầu Ấn trước, ngay sau đó nói, theo tôi được biết, mấy ông đều có con át chủ bài, bây giờ đã đến lúc dùng đến rồi. Mấy ông cũng nhận ra được, nếu như cứ tiếp tục giấu nghề thì e là thật sự sẽ không đánh bại được Đoàn Khánh Minh này đâu. Đông Phương Diệu nhắc nhở, hơn nữa, hai người Phù Dung và Thiên Niên Sát cũng sắp qua đây rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ừm, Hạ Hầu Ấn gật đầu. Lẩm bẩm nói, tôi mang bảo vật Mộc Dương Tán của nhà họ Hạ Hầu đến đây, có nó thì thực lực của tôi tăng lên ít nhất là gấp đôi trong khoảng thời gian, có lẽ mạnh cỡ Nam Cung Tiền Bối. Nhưng mà, lực phản phệ của Mộc Dương Tán quá mạnh, e là sau khi dùng xong thì tôi phải nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm mới được. Hạ Hầu Ấn nghiêm mặt nói, nhưng để ngăn cản được cổ võ cải cách, tôi sẽ không tiếc đâu. Dứt lời, Hạ Hầu Ấn tâm niệm vừa động. Một chiếc ô gỗ giấy dầu phong cách cổ xưa, thoáng chốc hiện lên từ trong cơ thể ông ta. Ngay sau đó, Hạ Hầu Ấn giơ cánh tay lên, cầm lấy Mộc Dương Tán, toàn bộ khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thật sự có thể sánh với Nam Cung Dận. Không chỉ có mỗi ông ta, mà Đông Phương Diệu cũng cắn răng lấy ra một thanh trường kiếm. Đây là một trong tứ đại danh kiếm mà gia tộc Đông Phương cất giữ, tên là Ngọa Long. Bình thường chỉ có tu sĩ cảnh giới kết đan mới có thể sử dụng thoải mái. Đông Phương Diệu giới thiệu, với thực lực bây giờ của tôi để điều khiển nó, e là kết cục cũng sẽ không khá khẩm gì. Nhưng anh Hạ Hầu cũng đã liều mạng như vậy, tôi đương nhiên cũng phải làm gương, mấy người cũng đừng giấu giếm nữa. Sau khi xóa sổ được những người này, chúng ta sẽ đi giúp Nam Cung Tiền Bối, sau đó mau chóng tiến vào đại điện, ngăn cản cổ võ cải cách. Ông ta cầm Ngọa Long kiếm trong tay, quả nhiên khí tức của Đông Phương Diệu tăng lên rất nhiều. Những người khác thấy vậy cũng nháo nhào xuất ra bảo vật, gắng gượng điều khiển, lấy đó để đạt được sức lực mạnh hơn. Mấy người bọn họ đều là những cổ tộc cao cấp trong thập đại cổ tộc, đương nhiên sẽ có cơ hội đạt được bảo vật hùng mạnh. Dù sao thập đại cổ tộc cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm, vẫn có một chút lai lịch. Thưa các vị, thật ngại quá, lần này tôi tới đây khá gấp gáp. Mà cha tôi Tây Lạc Diệp keo kiệt không cho tôi thứ gì tốt cả, cho nên tôi sẽ không tham gia vào trận chiến tiếp theo. Lúc này, Tây Phương Lượng cười nói, huống hồ gì mọi người đều mạnh mẽ điều khiển bảo vật, đương nhiên sau đó sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Cái này giống như tụ hợp uống rượu vậy, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, dù sao chúng ta cũng phải để lại một người không uống rượu. Tây Phương Lượng nói tiếp, tương tự vậy, nếu mọi người đều đã suy yếu, dù sao cũng phải có một người hộ tống mọi người trở về cổ tộc mới được. Hay, mặc dù công việc này cũng khá vất vả, nhưng ai bảo tôi là người có tấm lòng lương thiện, có trách nhiệm gánh vác làm gì, cho nên tôi đành chịu vất vả một chút,
đến lúc đó sẽ bảo vệ mọi người. Tây Phương Lượng mặt dày cười nói. Hừ, Đông Phương Diệu nghe vậy thì không vừa lòng nhìn Tây Phương Lượng một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Đông Phương Diệu, ông hừ cái gì, nếu ông mà vậy nữa thì tôi sẽ không đưa ông về nhà đâu, tôi sẽ để cho ông suy yếu ở chỗ này, đường đường là một nhân vật lớn của gia tộc Đông Phương, lỡ như bị người nhặt xác, sau đó lại sờ mó ra một đứa con riêng, như thế sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Tây Phương Lượng nhỏ giọng nói, ông ngậm miệng lại cho tôi. Đông Phương Diệu cầm ngọa long kiếm trong tay, lạnh lùng nói, nếu ông mà còn nói lung tung nữa, thì coi chừng tôi chặt đứt đầu lưỡi của ông đấy. Khụ, được, Đông Phương Diệu, à không, anh Diệu, tôi thừa nhận rằng có ngọa long kiếm giúp tăng sức mạnh thì anh rất mạnh, anh hãy nương tay với em trai chút nhé. Tây Phương Lượng sợ hãi, sau đó chỉ vào Đoàn Khánh Minh nói, anh Diệu, mau lên, mau gỡ yết chết tên phản đồ này đi. Không cần ông nhắc đâu. Ánh mắt Đông Phương Diệt trầm xuống, ngay lập tức cầm ngọa long kiếm trong tay đánh về phía Đoàn Khánh Minh. Mấy người khác cũng như vậy. Vừa nãy, một mình Đoàn Khánh Minh nghênh chiến với mấy người này thì thoải mái. Nhưng bây giờ thì lại khác, thực lực của mấy người này đã tăng vọt, dù chỉ là một người trong số đó cũng đã có thể khiến cho Đoàn Khánh Minh cảm giác khó giải quyết, huống chi là có đến 8 người. Chưa đến một phút đồng hồ. Đoàn Khánh Minh đã bị Mộc Dương Tán của Hạ Hầu Ấn đánh bay. Ngay sau đó, Đông Phương Diệu chém ra một kiếm, muốn nhân cơ hội giết chết Đoàn Khánh Minh. Thế nhưng lúc này, Dì Phù và Thiên Niên Sát đã tới. Trong đó, Thiên Niên Sát đã tế xuất tầng thứ tư tháp hư không, ngăn cản kiếm khí của Ngọa Long Kiếm giúp Đoàn Khánh Minh. Ông chiến đấu rất tốt, thực lực của ông còn mạnh hơn so với Thiên Niên Sát. Dì Phù khen ngợi Đoàn Khánh Minh một câu, sau đó ra tay, nghênh chiến với Đông Phương Diệu. Lại chửi tôi yếu ớt, cô Phù Dung, bà đúng thật là thẳng nữ. À không phải, bà đúng thật là một bà già thẳng thắn. Thiên Niên Sát đầu tiên là cười khổ, sau đó nhìn về phía Đoàn Khánh Minh, cười nói, ha ha, Đoàn Khánh Minh đúng không, mặc dù lời nói của cô Phù Dung làm cho tôi rất xấu hổ, thế nhưng mà, tôi chịu phục, cùng nhau xông lên thôi. Được. Đoàn Khánh Minh đáp ứng, sau đó không nói thêm lời vô ích, ông ta tìm đến Hạ Hầu Ấn, muốn báo thù cho Nhất Tán. Thiên Niên Sát cũng tế xuất tầng thứ tư tháp hư không, đấu đá lung tung trong 8 người đó. Dù sao 8 người Đông Phương Diệu cũng nắm giữ bảo vật của cổ tộc trong tay, thực lực tăng lên vô cùng lớn mạnh. Dì Phù và Thiên Niên Sát đã tiêu hao sức lực vào lúc nãy, công thêm việc tuổi tác của họ đã quá lớn, bây giờ đã bắt đầu xuống dốc. Về phía Đoàn Khánh Minh, ngay từ lúc mới bắt đầu, ông ta chỉ đánh nhau với một mình Hạ Hầu Ấn, thế nhưng sau đó lại có một người xông tới, đã trở nên rằng co kịch liệt, quần áo rách dưới. Cho nên, vài phút sau, ba người đã thất bại, bị 8 người Đông Phương Diệu đánh ngã xuống đất. Giờ phút này, Dì Phù, Thiên Niên Sát, Đoàn Khánh Minh đều nằm trên mặt đất, miệng hộc máu, khí tức có chút yếu ớt. Giết chết bọn họ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đông Phương Diệu lạnh lùng nói, 8 người bọn họ cầm bảo vật của mình trong tay, chậm rãi đi tới gần 3 người Dì Phù. Trên không trung, Ali đang chiến đấu với Nam Cung Dận và Quân Vô Ưu, bọn họ đang đánh nhau hừng hực khí thế, cô ấy còn phải đề phòng 2 người bọn họ sẽ bất chợt dùng đến con át chủ bài. Ali suy nghĩ cho đại cục, cho nên cô ấy vẫn không thể khôi phục bản thể, cho nên không ra tay. Về phần những người khác đang có mặt ở đấy, thì hoàn toàn không dám tiến lên, cũng không ngăn cản nổi 8 người Đông Phương Diệu. Dừng tay. Nhưng ngay khi 8 người Đông Phương Diệu chuẩn bị ra tay, thì Tây Lạc Diệp dẫn đầu đông đảo cao thủ nhà họ Tây chạy tới hiện trường. Từ khi nhận được mệnh lệnh của lão tổ Tây Giao, Tây Lạc Diệp liền bắt đầu triệu tập cao thủ nhà họ Tây. Chỉ cần là người tu chân cảnh giới trúc cơ, đều được gọi đến, gần như là dốc hết toàn bộ lực lượng. Cha! Nhìn thấy Tây Lạc Diệp, Tây Phương Sáng vẫn đang đứng bên cạnh quan sát trận đánh, nhất thời chào đón, cung kính nói, sao cha lại đến đây, còn đưa theo nhiều người như vậy làm gì? Đây là mệnh lệnh của lão tổ. Tây Lạc Diệp thờ ơ trả lời, sau đó dò hỏi, Tây Phương Sáng, con không ra tay với hậu nhân nhà họ Tô chứ? Không! Tây Phương Sáng lắc đầu, ngay sau đó giải thích nói, có điều, cha à!
con sẽ không làm nhà họ Tây mất mặt đâu. Con chỉ muốn giữ sức, sau đó chắc chắn sẽ ra tay, ngăn cản giới luyện võ biến đổi. Tây Phương Sáng nói thêm. Nghe được con trai mình không ra tay, Tây Lạc Diệp lập tức thở dài một hơi. Ông ấy có thể cảm nhận rõ ràng được thái độ của lão tổ đối với Tô Thương, nếu con trai mình làm tổn thương Tô Thương, chắc chắn sẽ không có quả ngọt để ăn rồi. May mắn là con trai mình cũng khá thông minh, còn biết giữ sức nữa chứ. Cha! Lúc này, Tây Phương Sáng nhìn vào Tây Lạc Diệp, giọng điệu lạnh lùng nói, đoàn khánh minh của núi Ba, ông ta đưa theo bốn anh em, phản bội nhà họ Tây chúng ta, quy phục hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương rồi. Hành vi như thế, chính xác là không coi nhà họ Tây ra gì, nhất định phải ngàn đao băm thây năm người bọn họ để răn đe mới được. Tây Phương Sáng lộ ra ánh mắt hung dữ, rồi nói tiếp cha, vừa rồi cha để bọn người Đông Phương Diệu dừng tay, có phải đã sớm biết việc này rồi không, muốn phải đích thân ra tay giải quyết bọn họ hả? Ha ha, tiền bối Tây Lạc Diệp. Không đợi Tây Lạc Diệp trả lời, Đông Phương Diệu ở cách đó không xa liền khách khí cười nói. Phản đồ nhà họ Tây, quả thực khiến người khác phẫn nộ, có điều ông cũng không cần mang nhiều người như thế đến để dọn dẹp phản đồ chứ. Ông cùng với tiền bối Nam Cung Dận, là cao thủ cùng một thời đại, ông một mình hoàn toàn có năng lực xóa sổ năm anh em nhà họ Đoàn rồi. Đông Phương Diệu nói tiếp, có điều nếu Tây Lạc Diệp tiền bối đã đến, chúng tôi chắc chắn giữ lại mặt mũi cho ông, mạng của năm anh em nhà họ Đoàn này, đều giao cho ông hết. Địa vị của Tây Lạc Diệp nhà họ Tây gần với lão tổ nhất, tin này thì mọi người đều biết. Vì thế, đối mặt với Tây Lạc Diệp, Đông Phương Diệu tỏ thái độ cực kỳ khách khí, cũng giống như thái độ với Nam Cung Dận. Đông Phương Diệu, ông không hiểu gì rồi, giết gà dọa khỉ, chắc chắn phải thể hiện ra thực lực cường đại của gia tộc chứ. Tây Phương Sáng đắc ý cười cười, sau đó chỉ về phía cao thủ nhà họ Tây ở phía sau lưng Tây Lạc Diệp, khoảng chừng gần trăm người, nói, nhìn thấy không, nhà họ Tây, cao thủ trúc cơ cũng có đến trên dưới cả trăm người đó. Trong đó, có hơn 30 người là trúc cơ đỉnh phong, hơn 40 người là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ cũng không ít đâu. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là tùy ý mà điều động thôi, cao thủ của nhà họ Tây đang rải rác khắp nơi, vẫn không tính trong số này. Tây Phương Sáng cười nói, Đông Phương Diệu, gia tộc Đông Phương các ông, có thực lực này không? Tất nhiên là không sánh bằng nhà họ Tây rồi. Đông Phương Diệu thuận miệng nói ra, có điều trong lòng lại không nghĩ như vậy. Đơn giản là có Tây Lạc Diệp ở bên cạnh, ông ta không muốn đối đầu với Tây Phương Sáng, để tránh làm cho Tây Lạc Diệp không hài lòng. Dù sao bên mình cũng không có tiền bối nhà Đông Phương bảo vệ. Ha ha! Tây Phương Sáng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chủ động xin đi giết giặc nói cha, bây giờ đoàn Khánh Minh đã mất đi sức đánh trả rồi, thế thì không phiền cha ra tay nữa. Để tránh làm bẩn tay cha, để cho con giải quyết chuyện này đi. Nói xong, Tây Phương Sáng bước lên trước, linh khí trong tay cuồn cuộn, chuẩn bị ra tay xóa sổ đoàn Khánh Minh. Đoàn Khánh Minh, ông có từng hối hận vì đã phản bội nhà họ Tây không? Sau khi tiến lại gần, Tây Phương Sáng hỏi. Hừm, anh em chúng tôi đã đi theo cho nhà họ Tây nhiều năm như vậy, lại cực kỳ chân thành, nhưng nhà họ Tây lại dùng kịch độc cùng chú sinh tử để ép năm anh em chúng tôi. Giọng điệu đoàn Khánh Minh lạnh lùng nói, cái này không cần tính đến, có thể hiểu được, nhưng mỗi lần chúng tôi ở núi Ba thu gom vật tư, toàn bộ đều bị các ông lấy sạch, thậm chí, các ông căn bản không xem năm anh em chúng tôi như người trong nhà, giờ chúng tôi phản lại nhà họ Tây, có gì phải hối hận chứ? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, thế thì cũng đừng trách tôi. Tây Phương Sáng sầm mặt xuống, tức đến mức định ra tay liền. Nhưng ngay lúc này, Tây Lạc Diệp vẫn luôn im lặng, lại sắn tay áo lên, đánh bay Tây Phương Sáng ra ngoài. Mẹ kiếp! Cái thứ chó má nào thế, lại dám đánh tao, không biết nhà họ Tây chúng tao đang dốc toàn bộ lực lượng ở đây hay sao hả? Tây Phương Sáng giận không kiềm được, vừa đứng lên liền chửi ầm ĩ, thần thái cực kỳ hung hăng. Nhưng khi ông ta quay người lại, sau khi nhìn thấy người đánh mình, đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói cha, chấm CSA. Ai kêu con ra tay với đoàn Khánh Minh hả? Tây Lạc Diệp trầm giọng nói. Tây Phương Sáng nghi ngờ nói, ông ta phản bội nhà họ Tây, không giết ông ta, giữ lại để ăn Tết hả? Lần này cha đến, không phải để đối phó ông ta hay sao? Không phải,
Tây Lạc Diệp lại lắc đầu, chân thành nói, cha đến đây, là để bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô. Năm anh em nhà họ Đoàn quy phục Tô Thương, thế thì chính là người của Tô Thương, cũng thuộc phạm vi bảo vệ của chúng ta. Tây Lạc Diệp cắn răng nói, thằng nhóc mày dám động đến ông ta, còn mắng tao là đồ chó má, đúng là đồ bất hiếu. Nếu tao là chó, thế thì mày là cái gì hả, còn không cút lại đây cho tao, mất mặt xấu hổ quá đi mất. A.con. Tây Phương sáng như mờ mịt, vội vàng lui về, thành thành thật thật đứng sau lưng Tây Lạc Diệp. Về nhà sẽ dạy dỗ lại con sau. Tây Lạc Diệp nghiêm khắc nhìn con trai mình một chút, sau đó ánh mắt nhìn vào bọn người Đông Phương Diệu, thản nhiên nói, tôi phụng mệnh lão tổ, bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương, cùng những người có liên quan đến Tô Thương, Đông Phương Diệu, Hạ Hầu Ấn, các người nhanh rời khỏi đây đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói xong, sắc mặt của tám người Đông Phương Diệu lập tức cực kỳ khó coi. Tiền bối Tây Lạc Diệp, ông có nhầm không đó? Đông Phương Diệu nghênh tiếp ánh mắt Tây Lạc Diệp, nhíu mày nói, bây giờ Tô Thương thắng tại Đại hội Võ Thuật, đang ở Đại Điện mở ra sự biến đổi của giới luyện võ, ông muốn bảo vệ cậu ta sao? Ông không sợ sau khi giới luyện võ thành công mở ra biến đổi đó, sẽ đánh vào thập đại cổ tộc của chúng ta hay sao? Tôi không nhầm. Tây Lạc Diệp thản nhiên nói, tôi đang thi hành mệnh lệnh của lão tổ, còn về những chuyện khác, không thuộc phạm vi suy nghĩ của tôi. Đông Phương Diệu, các ông tốt nhất biến mất trước mắt tôi đi, tuyệt đối đừng suy nghĩ đến chuyện làm tổn thương hậu nhân nhà họ Tô nữa. Nói đến đây, sắc mặt của Tây Lạc Diệp lạnh lùng hơn, trầm giọng nói, nếu không phải như thế thì các người đừng mong rời khỏi đây. Tám người Đông Phương Diệu, nghe nói như thế, sắc mặt phức tạp, im lặng không nói. Tây Lạc Diệp. Lúc này, Nam Cung Dận đang đánh nhau với Ali, vừa đánh nhanh vừa mở miệng nói, ông phải suy nghĩ kỹ, một khi ông giúp Tô Thương, thì chính là tội nhân của cổ tộc, nhà họ Tây sẽ chịu sự cô lập của tất cả cổ tộc, ông muốn nhà họ Tây rơi vào tình trạng muôn đời không trở lại được hay sao? Nam Cung Dận, ông đừng dọa tôi, ông tưởng ông đây sẽ sợ lắm sao? Tây Lạc Diệp lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói, tôi chỉ biết là, có lão tổ che chở, trong thiên hạ, không ai dám bất lợi với nhà họ Tây. Lão tổ muốn tôi bảo vệ Tô Thương, tôi chắc chắn sẽ làm theo, chỉ có cách làm cho lão tổ vui vẻ, thì nhà họ Tây vĩnh viễn sẽ được phồn vinh hưng thịnh, bền vững trong tất cả các mối quan hệ. Hừm, Nam Cung Dận trầm giọng nói, lão tổ nhà họ Tây quả thực là mạnh, nhưng dù sao bà ta đã sống sắp đến hết đời mình rồi, nói không chừng sắp tới bà ta còn không giữ lại được mạng của mình đó. Còn bền vững trong tất cả các mối quan hệ được nữa hả? Ha ha ha, Tây Lạc Diệp, ông đang nằm mơ hả? Hôm nay ông làm tội nhân của cổ tộc, tôi dám chắc chắn rằng, đợi khi lão tổ nhà họ Tây trầu trời, tôi chắc chắn sẽ liên hợp các cổ tộc khác, để nhà họ Tây biến mất trên thế giới này. Nam Cung Dận uy hiếp. Thật nực cười. Tây Lạc Diệp cười lạnh lùng nói, Nam Cung Dận, nếu như lão tổ tôi thật sự không ở đây, dù là hôm nay tôi cứ vậy rời đi, thì cổ tộc cũng sẽ không thể bỏ qua cho nhà họ Tây rồi nhỉ. Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, nếu đã mất đi chỗ dựa lớn thì nhà họ Tây liệu có được yên ổn không chứ? Tây Lạc Diệp nói tiếp, còn nữa, Nam Cung Dận, ông đừng nguyền rủa lão tổ nhà tôi, chăm sóc cho lão già nhà Nam Cung các ông cho tốt đi kìa, lỡ như ngày nào đó ông ta trầu trời rồi, chỉ sợ nơi bị cổ tộc chia cắt, lại là gia tộc Nam Cung các ông đó. Ông, muốn chết sao? Nam Cung Dận tức thở hổn hển, hoàn toàn không nói chuyện với Tây Lạc Diệp nữa, mà nhìn về phía Đông Phương Diệu nói, Đông Phương Diệu, đừng sợ, tám người các ông đều có chí bảo bên người, phân ra hai người, đối phó với cao thủ trúc cơ nhà họ Tây, sáu người khác liên thủ, ứng phó với Tây Lạc Diệp. Lão già này đúng là mạnh thật, sợ rằng sáu người các ông lấy chí bảo ra, cũng chưa chắc thắng được ông ta. Có điều, để các ông ngăn cản ông ta trong vòng 10 phút. Lại là chuyện nhỏ, sau đó, tôi bắt đầu phát ra toàn lực rồi, sẽ nhanh chóng giải quyết cái tên Ali này, đến lúc đó có thể xông vào đại điện, xóa sổ hậu nhân nhà họ Tô, ngăn cản giới luyện võ biến đổi. Nam Cung Dận dặn dò nói. Được. Đông Phương Diệu suy nghĩ một lát, sau khi đối mặt với mấy ngày bên cạnh mình, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ, đối với người nhà họ Tây, đừng có ra tay giết hại, lão tổ nhà họ Tây còn sống. Vị đó thật sự không đơn giản, nếu mà chọc giận bà ta,
thì chúng ta đều phải xong đời đó. Nam Cung Dận nhắc nhở. Hiểu rồi. Đông Phương Diệu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức dùng linh hồn truyền âm nói, Hạ Hầu Ấn, Độc Cô Hô, hai người đi đối phó với cao thủ trúc cơ nhà họ Tây, tôi dẫn người bao vây cha con Tây Lạc Diệp. Vâng. Hạ Hầu Ấn nghe vậy, liền đến cùng một chỗ với Độc Cô Hô, nắm giữ chí bảo xông sáo vào trong đám người. Những người nhà họ Tây này, cấp độ cũng như thực lực đều không đủ, đối mặt với Hạ Hầu Ấn và Độc Cô Hô khi đã thôi động chí bảo, không có cách nào chiến thắng. Có điều, nhà họ Tây dù sao cũng gần trăm người, vì thế hai người Hạ Hầu Ấn cũng không có khả năng giành chiến thắng được. Thế là, hai bên bắt đầu giằng co. Tiền bối Tây Lạc Diệp, nếu ông cứ cố chấp như thế, thì tôi đắc tội rồi. Bên này, Đông Phương Diệu dẫn những người khác đối mặt với Tây Lạc Diệp, ra tay không chút lưu tình. Hừm. Tây Lạc Diệp hừm một tiếng, lập tức ra tay đánh trả, toàn thân linh khí tàn khốc. Tây Phương Sáng bên cạnh, thấy cha bị người khác tấn công, cũng không giấu nghề mà lấy ra chí bảo của chính mình, tham gia đánh nhau. Có chí bảo trong tay, thực lực của ông ấy và Đông Phương Diệu ngang hàng nhau, cùng lúc đó cũng giúp Tây Lạc Diệp giảm bớt chút áp lực. Chỉ có điều, mặc dù đối phương còn có 5 người, nhưng lại đều có chí bảo của cổ tộc, dù là Tây Lạc Diệp cũng không có cách nào mà nhanh chóng chiến thắng được, chỉ có thể đánh ép được họ, nên cứ dây dưa kéo dài. Phù phù phù. Cứ như vậy, ba nơi chiến đấu, đánh nhau cực kỳ kịch liệt, hiện trường liên tục truyền đến âm thanh tàn khốc của cuộc chiến. Đoan Mộc Vô Ưu, Tô Thương đã đi vào đại điện được 20 phút rồi, chắc chắn sẽ rất nhanh có thể bắt đầu biến đổi giới luyện võ. Tôi phải đi ngăn cản cậu ta, nếu không thì công sức của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Nam Cung Dận nhìn về phía Quân Vô Ưu, bí mật truyền âm nói, tôi biết cậu còn che giấu thực lực, có thể tiến vào cảnh giới giả đan trong thời gian ngắn, mặc dù không phải cảnh giới kết đan chân chính, nhưng lại có được một phần sức mạnh của cảnh giới kết đan. Nếu như cậu dùng nó, hoàn toàn có thể đối phó được với cái cô Ali này, thậm chí có cơ hội còn xóa sổ cô ta. Tôi giao cô ta cho cậu đó. Nói xong, mặc kệ Quân Vô Ưu có đồng ý hay không, cơ thể Nam Cung Dận lập lòe, nhanh chóng lui ra khỏi khu vực đang đánh nhau. Ngay sau đó, hai mắt Nam Cung Dận híp lại, nhanh chân đi đến hướng đại điện, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Ali thấy vậy, ánh mắt lập tức sắc bén hơn, định qua ngăn cản Nam Cung Dận. Cô Ali, ở lại đây đi, đừng có phản kháng, tôi sẽ đảm bảo Tô Thương không chết đâu. Lúc này, Quân Vô Ưu thả người tiến lên, chặn đường Ali. Ali thấy vậy, giận không kiềm được, nhẫn nhịn ẩn giấu lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Vù! Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Ali lập tức biến thành một con hồ ly trắng như tuyết, sau lưng có 9 cái đuôi, biểu cảm cực kỳ dữ tợn. Mày cút cho tao! Ali khôi phục cơ thể ban đầu của mình, tức giận gào thét lên, một luồng uy thế kinh khủng. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn hiện trường. Rào. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, hiện trường như nổi lên sóng to gió lớn. Hồ ly, hồ ly. Tôi không nhìn nhầm chứ, cô Ali lại là hồ ly hả? Cái gì mà hồ ly chứ, cái này gọi là yêu hồ thì đúng hơn. Từ vài ngàn năm trước, sau khi thiên đạo cải biến, trái đất liền không nhìn thấy yêu hồ nữa, nhưng quả thật yêu tộc có tồn tại. Có một số tông phái, cũng dùng yêu thú trông coi sơn môn. Nhưng nếu gọi là yêu thú, thì không có cách nào hóa thành hình người, cũng không có thực lực gì, có điều trong cổ tộc, hình như có yêu thú cường đại, có thể so với trúc cơ, nhưng cũng không thể hóa thành hình người. 9 cái đuôi, đây rốt cuộc là loại yêu hồ gì vậy chứ? Chấm chấm chấm. Nhất thời, đông đảo người xung quanh bình luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Cho dù là Hạ Hầu Kiệt hay Văn Nhân Giật, những thanh niên cổ tộc này cũng chấn động không gì sánh nổi. Bên trong nhà bọn họ có yêu thú, có điều những yêu thú đó, chỉ giống như thú cưng mà thôi. Yêu thú và yêu tộc, có sự khác biệt. Có thể hóa thành hình người, mới là yêu tộc, những loại thú kia không có linh trí, hoặc là linh trí không cao, được gọi là yêu thú. Lúc này, Quân Vô Ưu bị Ali bộc phát ra uy thế, ép lùi mấy bước. Sau khi lấy lại được tinh thần, cảm thấy quá bất ngờ mà nói, không ngờ rằng đến ngày hôm nay, lại có thể ở núi Võ đang nhìn thấy hồ ly thực sự, chuyến đi này quả thật không tệ rồi. Có điều, cô Ali,
dù cô khôi phục cơ thể ban đầu, tôi vẫn chắc chắn ngăn được cô lại. Vừa nói xong, Quân Vô Ưu vừa suy nghĩ, hồ lô rượu vốn đeo bên hông anh ta, lập tức chui vào cơ thể anh ta. Sau đó, khí tức của Quân Vô Ưu đột nhiên tăng mạnh, toàn thân ngập tràn màu tím, vậy mà xuất hiện một chút khí tức không thuộc về cảnh giới trúc cơ. Ai ya, cảnh giới giả đan, cuối cùng lại không phải thực sự kết đan hay sao, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, Quân Vô Ưu thở dài một hơi, nói tiếp, đây là lần thứ hai tôi bước vào trạng thái này, qua hôm nay, chỉ sợ tôi phải bị chôn vùi trong một khoảng thời gian dài, cô Ali, đắc tội với cô rồi. Vừa nói, ánh mắt Quân Vô Ưu run lên, lập tức nghiêm túc hơn, nhún người xông về phía Ali. Ngăn cản tôi cứu cậu chủ, tôi phải giết anh. Ali khôi phục cơ thể ban đầu, lộ ra dã tính, khuôn mặt đầy vẻ dữ dằn nhìn về phía Quân Vô Ưu. Cảnh giới trúc cơ, Ali là vô địch. Nhưng Quân Vô Ưu trước mặt, đã vào trạng thái trên trúc cơ, kết đan trở xuống, Ali lại có chút khó giải quyết. Cô sớm đã nhận ra được, Quân Vô Ưu và Nam Cung Dận có át chủ bài, không ngờ lại mạnh như vậy. Có điều, Quân Vô Ưu chỉ là cảnh giới giả đan, cũng không phải thật sự kết đan, vì thế cũng không có cách nào mà chiến thắng được Ali. Cứ như vậy, hai người rằng co không nghỉ, đánh nhau khó phân thắng bại. Cũng đúng lúc này, Nam Cung Dận đến được bên ngoài đại điện, định phá cửa mà vào. Nhưng thời khắc quan trọng, Vương Phú Quý đứng dậy, đồng thời có cả Trương Mộ Cổ Thạch Cửu Thiên. Trong đó, Vương Phú Quý cầm kèn, biểu cảm cực kỳ quyết liệt, thể sống chết bảo vệ Tô Thương. Trương Mộ Cổ thì khiêng trống lớn ra thú, kiên định không thay đổi, muốn báo đáp ân tình của Tô Thương. Còn về Thạch Cửu Thiên, anh đã mở ra Thái Sơn Thần Công, giống như là một người khổng lồ màu vàng. Ba người các cậu, Nam Cung Dận nhìn thấy ba người Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Cửu Thiên, đi bộ không ngừng, trầm giọng nói, lập tức cút ngay cho tôi, hôm nay tôi không muốn đại khai sát giới. Vốn dĩ, Nam Cung Dận định giết sạch núi Võ Đang, có điều sau khi Tây Lạc Diệp dẫn người đi tới, ông ta liền thay đổi hoàn toàn chủ ý. Nếu đã không thể nhổ cỏ tận gốc, thì cũng không cần phải xuống tay độc ác, để tránh ngày sau lại bị trả thù. Dù sao thì chủ mưu tất cả chuyện này, cũng là mình. Nếu như Tô Vô Kỵ thật sự còn sống, lại tìm đến cửa báo thù, thì nhà Nam Cung sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp không trở lại được. Vì thế, Nam Cung Dận không dám đại khai sát giới, chỉ là mở miệng cảnh cáo ba người Vương Phú Quý mà thôi. CM, lão già kia, Tô Đại Thiếu Gia là anh em tốt nhất của tôi, muốn đi vào gây phiền phức cho Tô Đại Thiếu Gia hả, không có cửa đâu. Vương Phú Quý nghiến răng nói. Trương Mộ Cổ nhìn chăm chú Nam Cung Dận, kiên cường nói, tôi biết ông rất mạnh, nhưng Tô Đại Thiếu Gia đã báo thù thay cho chị gái của tôi, có ơn với tôi, chỉ cần tôi sống, tuyệt đối không cho phép ông đến gần anh ấy. Nam Cung Dận, giới luyện võ biến đổi theo chiều hướng phát triển, công cũng không cần u mê không tỉnh. Tranh thủ thời gian đưa người của ông đi đi, để tránh càng lún càng sâu. Người khổng lồ màu vàng Thạch Cửu Thiên nói. Ồ, một người là bạn của Tô Thương, một người là ân nhân của Tô Thương, ha ha, thú vị lắm. Nam Cung Dận dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cửu Thiên nói, thần công Thái Sơn, cậu là truyền nhân của vùng núi Tế Trời, Sơn chủ Thạch Hảo Hãn là gì của cậu? Ông ấy là ông nội của tôi. Thạch Cửu Thiên ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, Nam Cung Dận, hy vọng ông không phải mắc thêm sai lầm nào nữa, bây giờ rút lui còn kịp. Nực cười, từ lúc nào mà một tên nhóc chưa đủ tuổi như cậu lại có thể dạy tôi làm việc chứ? Nam Cung Dận căn bản không nghe lọt tai, giọng điệu lạnh lùng nói, lai lịch của Tô Thương, tôi có từng nghe qua một chút, cậu ta là con của Tô Thần Binh nhà họ Tô, cùng với con gái của Thạch Hảo Hãn là Thạch Ngọc Yến sinh ra, nói như vậy. Cậu cũng chính là anh họ của Tô Thương, chẳng trách thời điểm quan trọng lại đứng ra bảo vệ. Không lừa cậu, toàn bộ cổ tộc, trước mắt mà nói thì tôi kiêng kỵ nhất vẫn chính là thần công Thái Sơn. Nam Cung Dận nhìn Thạch Cửu Thiên toàn thân vàng óng, khẽ cười nói, có điều đáng tiếc, thực lực bản thân cậu còn quá yếu, dù là thi triển thần công Thái Sơn cũng không làm nên chuyện gì. Tôi lại cho các cậu một cơ hội, nhanh cút đi, nếu không thì tôi sẽ biến các cậu thành phế nhân. Hừm, lão già kia, hù dọa ai vậy? Vương Phú Quý giống như nghé con mới sinh không sự cọp, cầm trong tay kèn vương quyền,
vọt thẳng về hướng Nam Cung Dận. Cùng thời gian đó, Trương Mộ Cổ không chần chờ chút nào, ánh mắt run lên, lập tức liền đánh trống lớn ra thú, đánh ra đạo thứ 5 của trống, nhân diệt. Còn Thạch Cửu Thiên, cũng bắt đầu tấn công, khắp nơi rung động, không khí tại chỗ như nổ vang trời. Ha ha, trò mèo mà thôi. Nam Cung Dận lộ ra một nụ cười khinh thường, hơi hơi đưa tay, trong khoảnh khắc đó, Vương Phú Quý liền ngã bay ra ngoài, miệng phun ngụm máu, nằm dưới đất hấp hối. Anh Phú Quý, Trương Mộ Cổ thấy vậy, lo lắng gọi một tiếng, lập tức nuốt dòng máu trong miệng xuống, cưỡng ép đập trống lớn ra thú. Ngay lúc nãy, anh ấy liên tục đánh ra mấy lần nhân diệt, gân cốt bản thân vốn đã bị thương. Còn bây giờ, Trương Mộ Cổ lại không cố được nhiều như vây. Ầm, 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 tiếng trống cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, dư âm kinh khủng hướng về phía Nam Cung Dận. Thú vị lắm, có điều thực lực quá yếu, nếu không thì thật sự có thể khiến tôi bị thương đó. Nam Cung Dận đầu tiên là khen Trương Mộ Cổ, sau đó lắc đầu, cũng đưa tay ra, đánh bại Trương Mộ Cổ. Phù. Sau một giây, Trương Mộ Cổ liền ngã ầm xuống đất, trống lớn ra thú cũng chia năm xẻ bảy. Cậu cũng nằm xuống luôn đi. Sau khi giải quyết Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ, Nam Cung Dận nhìn thoáng qua Thạch Cửu Thiên, hững hờ phất ống tay áo, Thạch Cửu Thiên hóa thân thành người khổng lồ vàng, liền ầm vang ngã xuống đất. Cơ thể to lớn, khiến xung quanh đầy bụi. Đợi sau khi mọi thứ yên bình trở lại, thần công Thái Sơn đã biến mất, khóe miệng Thạch Cửu Thiên chảy ra ngụm máu, khuôn mặt thống khổ nằm bên cạnh Vương Phú Quý. Đến lúc này, toàn bộ ba người đều mất đi sức chiến đấu, sắc mặt tái nhợt, đến đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Nhất là Trương Mộ Cổ, cưỡng ép thôi động trống lớn ra thú, vốn là chắc chắn phải chết, lại bị Nam Cung Dận đánh bị thương thêm nữa, tuyệt đối không còn khả năng sống sót nữa. Biến đổi giới luyện võ, ha ha, không có bất kỳ kẻ nào có thể mở ra được biến đổi đó, chi phối thiên hạ, chỉ có thể là thập đại cổ tộc chúng tôi mà thôi. Nam Cung Dận không thèm nhìn ba người Vương Phú Quý lấy một cái, ánh mắt nhìn ngay về phía trên, bỗng nhiên đưa tay. Ầm. Ngay lập tức, một lực lượng kinh khủng tuôn ra, trực tiếp cắt đứt 8 cây cột trống đỡ chính diện. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đại điện Thiên Cơ Môn ầm vang sụp đổ, chỉ vài giây mà thôi, liền biến thành đống đổ nát. Nhưng sau một giây, một cảnh quỷ dị xảy ra. Mặc dù không có đại điện, nhưng phía trước lại xuất hiện một luồng ánh sáng vàng óng xung quanh, chiếm diện tích cực kỳ lớn, vuông vức, đúng lúc là bốn phương vị đông tây nam bắc của đại điện. Bốn luồng ánh sáng này, vây lại đại điện, màn ánh sáng phía trên, trải rộng hoa văn thần bí khó lường. Kiến trúc địa điện có thể sụp đổ, nhưng tòa đại trận này, lại không phải thứ mà Nam Cung Dận có thể phá hủy. Lúc này, luồng sáng ở vị trí trung tâm, còn có một luồng sáng cỡ nhỏ bốn phía, chính là trên chỗ Tô Thương đang ngồi ở luồng ánh sáng cỡ nhỏ đó ở trên đài, hai mắt khép hờ, đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Chuyện xảy ra bên ngoài, cũng không hề ảnh hưởng đến anh. Còn Vương Trọng Vân, Thạch Hạo Hãn, Trương Thiên Lôi, Từ Thiện Sư Thái, Từ Ngọc Phong, Viên Thông Trụ Trì, Thiên Sơn Tuyết, Đỗ Khôn, một loạt trụ cột của giới luyện võ, ngăn ở phía trước Tô Thương. Mỗi người bọn họ, sắc mặt đều nghiêm trọng, ai nấy đầu lấy ra vũ khí của mình, rất rõ ràng là phải bảo vệ Tô Thương. Đây là trận pháp. Trận pháp thật mạnh, đời này chưa từng thấy. Ánh mắt Nam Cung Dận lập tức bị luồng ánh sáng hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói, nếu tòa trận này mở ra, thật khó tưởng tượng trời đất này sẽ xảy ra thay đổi gì lớn. Biến đổi giới luyện võ, biến đổi giới luyện võ. Hừm, hôm nay có tôi ở đây, giới luyện võ đừng mơ tưởng đến chuyện một bước lên trời. Nam Cung Dận hừm lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ra tay tấn công luồng ánh sáng, thử nghiệm phá hủy đại trận. Nhưng sau một giây, đại trận lại bắn ngược lực lượng của ông ta, đánh Nam Cung Dận một trận trở tay không kịp. Mình thật sự hồ đồ rồi, trận pháp như thế, sao mà mình phá hỏng được chứ? Nam Cung Dận ổn định cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, run lên mà nói, xem ra, muốn ngăn cản giới luyện võ biến đổi, chỉ có đi vào chỗ Tô Thương mà thôi. Chỗ cậu ta ngồi, chắc là mắt trận, chỉ cần quấy rầy cậu ta, chắc chắn phải tốn không ít công sức rồi. Ngách Xi đến đây, Nam Cung Dận không chút do dự, nhún người nhảy vọt đến chỗ Tô Thương.
ngăn cản ông ta, đừng để ông ta đến gần tôi, cho tôi thêm 7 phút nữa. Tô Thương ngồi khoanh chân, cảm nhận được động thái của Nam Cung Giật, đột nhiên mở miệng. Được. Mấy người Vương Trọng Vân nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, lấy công làm thủ, đồng loạt hướng thẳng đến chỗ Nam Cung Giận. Muốn chết. Nam Cung Giận sầm mặt lại, đánh ra một trường, chỉ trong nháy mắt mà thôi, thì đã đánh văng Vương Trọng Vân và Từ Thiện Sư Thái. Về phần Thiên Sơn Tuyết, may đã nhờ vào sức mạnh của núi Cửu Phong cho nên trong thời gian ngắn cũng đã đạt được cảnh giới võ thần lục địa. Nhưng cho dù là như vậy thì cô ấy vẫn cũng không chịu được đòn tấn công của Nam Cung Giận, cũng bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu. Trương Thiên Lôi thấy vậy, liền xách cái trống ra thú lên, đánh liên tục vào mặt trống, phóng xuất ra những đợt sóng âm thanh khủng khiếp. Nhưng đáng tiếc, cũng không hề gây ra bất kỳ tổn hại gì cho Nam Cung Giận, ngược lại ông ta còn bị Nam Cung Giận đánh cho nhiều tử. Từ Thiện Sư Thái của núi Nga Mi, Từ Ngọc Phong của núi Phú Xuân, một người là võ thần lục địa đỉnh phong, một người là võ thần lục địa hậu kỳ. Loại thực lực này, hầu như là những cao thủ có lực chiến đấu đỉnh cấp ở trong giới luyện võ rồi, nhưng khi đối mặt với Nam Cung Giận, căn bản không đáng để nhắc tới, cả hai đều bị đánh cho ngã sấp mặt xuống đất. Mấy người không ngăn cản được tôi đâu. Gần 100 năm này, thập đại cổ tộc bị cấm túc, không được ra ngoài. Điều này đã làm giảm việc khai thác các ngọn núi nổi tiếng, mấy người không cần phải cống nạp các tài nguyên tu luyện cho chúng tôi. Nam Cung Giận nhìn đám người bị mình đánh ngã dưới đất, đắc ý nói, bởi vậy, cả giới luyện võ, không ngừng có võ thần lục địa được sinh ra, nhưng như thế thì sao chứ? Sự chênh lệch giữa giới luyện võ và cổ tộc căn bản không phải chỉ 100 năm thôi thì đã có thể bù đắp được. Bây giờ lệnh cấm túc cổ tộc đã được giải trừ. Mấy người chỉ cần thần phục cổ tộc là được rồi, hà tất phải khởi động cải biến giới luyện võ làm gì chứ? Nam Cung Giận cười nhạo nói, muốn đứng ngang hàng với thập đại cổ tộc sao? Ha ha, giới luyện võ của mấy người còn chưa xứng đâu. Hệ thống luyện võ, vĩnh viễn chỉ là hệ thống cấp thấp mà thôi, khó mà với tới được đẳng cấp ưu tú, thanh nhã. A-di-đà Phật. Lúc này, trụ trì Viên Thông liền đứng ra, chắp tay trước ngực nói. Nam Cung thí chủ, lời ấy sai rồi, hệ thống tu luyện trước nay không hề phân cao thấp, hệ thống tu chân cũng không phải là hệ thống tài trí hơn người. Trụ trì Viên Thông là cảnh giới võ thần đỉnh phong, ông ta biết đám người của mình, cho dù là có liên thủ lại với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Giận. Cho nên, vừa rồi ông ta không ra tay, chỉ đứng ở một bên, tìm cơ hội kéo dài thời gian. Tô Thương nói rồi, chỉ cần 7 phút thôi. Bây giờ đã 2 phút trôi qua rồi. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian với Nam Cung Giận thì có thể khởi động cải biến giới luyện võ rồi. Đến lúc đó, mình chắc hẳn sẽ có thể đặt chân lên một cảnh giới mới. Nam Cung Giận thì có thể tính là cái gì chứ? Ha ha, tên lừa đầu chọc nhà ông, ngược lại rất là thông minh đấy. Nam Cung Giận cười đùa nói, nhưng mà, tôi cũng không ngốc, tôi không thèm ở đây tranh luận với ông. Vừa dứt lời. Nam Cung Giận liền trực tiếp ra tay. Trụ trì Viên Thông thấy vậy, trong chốc lát có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình. Vù! Một giây sau, quanh thân của trụ trì Viên Thân, liền tỏa ra ánh hào quang Phật Pháp. Chỉ nhìn thấy ông ta chắp tay lại trước ngực, dáng vẻ nghiêm trang, Phật quang bao phủ, tràn ngập ý phổ độ chúng sinh. Ngay sau đó, trụ trì Viên Thông liền xông lên, đối mặt trực tiếp với Nam Cung Giận. Trong lúc nhất thời, đất đá ở nơi đó văng tứ tung, cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Lúc này, bởi vì đại điện đã bị tàn phá cho nên quần chúng ăn dưa ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh bên trong đại điện. A-di-đà Phật, sư huynh, anh thăng hoa cực điểm, tự thiêu đốt tấm thân Phật Pháp của mình, hy sinh vì nghĩa, sư đệ bội phục. Lúc này, Phật tử Vô Cơ chắp tay trước ngực, biểu cảm phức tạp nói. Vô Cơ, ý gì vậy, trụ trì Viên Thông sẽ viên tịch sao? Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh đau khổ hỏi. Không phải. Vô Cơ lắc đầu, sau đó nói, sư huynh nếu như may mắn sống sót thì e rằng cả đời này cũng không có cách gì tu luyện lại được. Pháp lực vốn có của anh ấy sẽ tan biến hết, anh ấy sẽ trở thành một người bình thường. Trụ trì Viên Thông, thật khiến mọi người kính nể mà. Vương Giã ở bên cạnh cũng nghiêm túc nói. Vốn dĩ anh ta đã rời đi rồi,
nhưng võ đang xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên vương giã bèn quay trở lại. Nhưng dựa vào thực lực của anh ta thì căn bản cũng không làm được nên trò chống gì, chỉ đành đứng trong đám đông quan sát trận chiến mà thôi. Nhìn thấy trụ trì viên thông tự thiêu đốt tấm thân Phật Pháp của mình, cực điểm thăng hoa, vương giã không khỏi khâm phục ông ta từ tận đáy lòng. Mọi người có mặt ở đó cũng đều cảm thấy như vậy, nhưng bọn họ còn kinh ngạc hơn về thân phận của vô cơ. Trụ trì viên thông ở núi Bồ Đề, địa vị tôn quý, không ngờ lại là anh em với vô cơ. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa Ali và quân vô ưu vẫn đang tiếp tục, hai bên giằng co với nhau mãi vẫn chưa kết thúc. Một bên khác, Tây Lạc Diệp và đám người nhà họ Tây vẫn đang chiến đấu với đám tám người Đông Phương Diệu, cũng chưa phân được thắng bại. Nếu như tiếp tục đánh thì nhà họ Tây chắc chắn sẽ thắng, nhưng trận đấu này thời gian là có hạn. Trong vòng 4, 5 phút, Tây Lạc Diệp căn bản không có cách gì thoát thân được, đương nhiên cũng không thể nào mà ra tay giúp Tô Thương được. Lúc này, chỉ trong vòng 1 phút thôi thì trụ trì viên thông mặc dù đã dùng cực điểm thăng hoa thiêu đốt thân Phật Pháp của mình nhưng vẫn bị Nam Cung Giận đánh một chưởng bay ra xa. Ông đã đến cảnh giới kết đan rồi, ông điên rồi. Lẽ nào không sợ sẽ bị những hiện tượng lạ kia tìm tới sao? Trụ trì viên thông nằm trên mặt đất, bất chấp vết máu chảy ra từ khóe miệng, yếu ớt nói. Vốn dĩ. Sau khi trụ trì viên thông thăng hoa cực điểm xong mặc dù vẫn không bằng Nam Cung Giận được nhưng cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh thua như vậy, ít nhất cũng có thể kéo dài được đến mười mấy phút. Nhưng ai mà ngờ, thực lực của Nam Cung Giận đột nhiên gia tăng, thậm chí còn xuất hiện một tia khí thức của trúc cơ siêu việt nữa. Chỉ cần dùng một chưởng đã đánh bay được trụ trì viên thông. Ha ha, chỉ là cảnh giới giả đan thôi, hoàn toàn không phải là kết đan thật. Nam Cung Giận khẽ cười nói. Giả đan. Nam Cung Giận cũng giống như quân vô ưu, đều che giấu thực lực của mình, cảnh giới thật sự của bọn họ là giả đan. Giả đan, kết đan mà còn phân ra thật giả nữa sao? Trụ trì viên thông thân bị trọng thương, nhưng vẫn không quên kéo dài thời gian. Đương nhiên. Nam Cung Giận có chút đắc ý nói, cảnh giới này sở dĩ gọi là giả đan là vì trong cơ thể không có kim đan, nhưng đã cảm ngộ được đến cảnh giới kết đan rồi, do đó cũng có một tia sức mạnh của kết đan. Nói cách khác, tôi từ lâu đã đặt chân lên cảnh giới kết đan rồi, đồng thời chính bản thân mình cũng đã cảm nhận được những hiện tượng lạ kia. Nhắc đến những hiện tượng lạ, Nam Cung Giận vô cùng kiêng dè, e ngại nói, những thứ đó đúng là thật đáng sợ, đau đến mức không muốn sống. Cũng không khiến người ta có chút tâm trí muốn phản kháng lại. Đối mặt với những hiện tượng lạ đó, người tu chân như đối diện với một ngọn núi lớn, căn bản không dám vượt qua, chỉ có ý nghĩ thần phục. Nam Cung Giận nói tiếp, nhưng mà, lão tổ trong nhà đã giúp tôi phá vỡ kim đan, đồng thời lại lấy vô số tư nguyên bồi bổ cho cơ thể của tôi. Kim đan vỡ rồi, thì tôi không phải là người tu chân cảnh giới kết đan nữa. Bởi vậy cho nên sẽ không bị những hiện tượng lạ tới quấy rầy. Nam Cung Giận tiếp tục nói, đặt chân vào kim đan rồi lại tự hủy, sau đó lại trở về là trúc cơ đỉnh phong, chính là cảnh giới giả đan. Người luyện võ ở cảnh giới này, thực lực đương nhiên không phải trúc cơ đỉnh phong bình thường có thể so tài được, cao thủ kết đan không xuất hiện thì giả đan là vô địch. Nam Cung Giận cười nhạo nói, ha ha, được rồi, tôi nói vậy là đủ rồi, bây giờ vẫn còn 3 phút nhỉ. Thời gian vẫn còn kịp. Hậu nhân nhà họ Tô, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu muốn tự mình đi xuống đài, hay là bị tôi đánh xuống? Nam Cung Giận lạnh lùng nói. Tô Thương đang ngồi khoanh chân phía trên, hai mắt nhắm chặt, dường như anh không hề nghe thấy những lời của Nam Cung Giận. Hừ, không biết điều mà. Nam Cung Giận sầm mặt lại, giơ tay lên muốn đánh về phía Tô Thương. Ông có phải đã quên là còn có tôi chưa ngã xuống không? Nhưng chính ngay lúc này, một giọng nói già nua nhưng hùng hồn vang lên, ngay sau đó, một bóng người to lớn màu vàng óng, chắn ngay trước Tô Thương, những sợi râu màu vàng óng, như những sợi râu của tiên nhân. Thạch Hạo Hãn. Chính là Thạch Hạo Hãn. Giờ này phút này, Thạch Hạo Hãn sử dụng thần công của Thái Sơn, khiến cơ thể mình to lên gấp mấy lần, toàn thân tỏa ra ánh vàng chói lóa, giống như một ngọn núi vàng nhỏ vậy. Ông ta lĩnh ngộ thần công của Thái Sơn rõ ràng còn cao sâu hơn cả Thạch Cửu Thiên, cho nên sau khi thi triển thần công Thái Sơn xong thì cơ thể còn to lớn hơn gấp mấy lần Thạch Cửu Thiên. Bây giờ,
khí tức của Thạch Hạo Hán cuồn cuộn như sóng biển, uy thế quanh thân thật khiến người khác phải khiếp sợ, tiếng hít thở không khí của ông ta rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy. Mỗi lần ông ta hít thở như một trận gió thổi đến, thổi tung đất bụi dưới mặt đất. Một người khổng lồ như vậy, đột nhiên xuất hiện, cực kỳ chấn động, khiến tất cả mọi người đều há hốc cả mồm. Đây là, Sơn Chủ núi Thái Sơn. Thần công Thái Sơn, Sơn Chủ Thạch Hạo Hán, đã dùng thần công Thái Sơn rồi. Đây chính là thần công Thái Sơn sao, quá cường mạnh rồi, vượt xa hơn hẳn Thạch Cửu Thiên. Thần công Thái Sơn không được sử dụng quá 100 lần, tôi nghe nói Thạch Hạo Hán đã dùng thần công Thái Sơn hết 99 lần rồi, nếu như còn thi triển một lần nữa thì lúc thần công Thái Sơn kết thúc, cơ thể sẽ tự phát nổ mà chết. Thật hay giả vậy, không phải là lời đồn đó chứ, Thạch Hạo Hán sao có thể vì cải biến giới luyện võ mà lựa chọn hy sinh tính mạng của mình vậy chứ, tôi có chút không tin nha. Câm miệng anh lại đi. Đừng có lấy cái tư tưởng nhỏ hẹp của anh mà đi suy đoán hết tất cả mọi người như vậy. Tin tức này là thật đó, trong giới luyện võ rất nhiều người đều biết chuyện này, mấy năm gần đây núi Thái Sơn đang dần yếu thế, rõ ràng là vì có liên quan đến Thạch Hạo Hán mà, ông ta không thể thi triển thần công Thái Sơn như bình thường nữa, cho nên vùng đất tế trời nhiều lần bị gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân khiêu khích nhưng cũng làm như không thấy. Đúng vậy, gia tộc Tây Môn mấy năm gần đây khuếch trương thế lực ở khắp nơi, khiêu khích vị trí bá chủ giới luyện võ của vùng đất tế trời, mà cũng không nhìn thấy Thạch Hạo Hán ra mặt ngăn cản lại, đủ để chứng minh lời đồn đó là thật rồi. Nói như vậy, Thạch Hạo Hán quá vĩ đại rồi, vì cải biến giới luyện võ mà dùng đi cơ hội thi triển lần cuối thần công Thái Sơn. Chấm, trong chốc lát, mọi người có mặt nơi đó bàn tán ầm ĩ, sau khi biết được tình hình, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh nể đối với Thạch Hạo Hán. Ông nội, bên ngoài đại điện, Thạch Cửu Thiên run rẩy đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn thấy ông nội dùng thần công Thái Sơn, nhất thời bị thương cực kỳ. Anh ấy biết, ông nội chính là đang dùng tính mạng của mình để ngăn cản Nam Cung Dận. Vừa thương tâm, Thạch Cửu Thiên vừa cắn chặt răng, hận mình quá yếu, hận mình quá vô năng bất lực. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Nam Cung Dận dùng khinh công bay lên, lơ lửng giữa không trung. Nhìn thẳng Thạch Hạo Hán, thản nhiên nói, Thạch Hạo Hán, tôi hiểu rất rõ về ông, lúc trước tôi cũng nói rồi, trong giới luyện võ, ông là người duy nhất có thể trở thành mối uy hiếp của tôi. Nhưng mà, tôi biết, ông chỉ còn một cơ hội thi triển thần công Thái Sơn, tôi vốn cho rằng, ông sẽ nhượng bộ, không ngờ ông thật sự đã dùng tới thần công Thái Sơn rồi. Nam Cung Dận nhìn Thạch Hạo Hán, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, qua ngày hôm nay, bất kể thế nào thì ông cũng sẽ chết. Cho dù là giới luyện võ cải biến thành công, cũng không liên quan đến ông nữa. Ông dùng chính tính mạng của mình, để đổi lấy sự cải biến của giới luyện võ, nhưng chính ông lại không có cách gì để hưởng được những chuyện tốt của giới luyện võ sau khi cải biến. Nam Cung Dận hỏi, ông, không hối hận sao? Ha ha! Thạch Hạo Hán giống như một ngọn núi nhỏ, giọng nói vang vọng như tiếng chuông đồng, mang theo giọng cười sang sảng nói, nếu như tôi đã đi đến bước này, thì sẽ không oán không hối hận. Nam Cung Dận, hôm nay, tôi dựa vào cơ thể của mình tạo thành một bức tường đồng vách sắt, ông đừng mơ tưởng có thể bước lên trước một bước. Tốt, rất tốt. Nam Cung Dận thấy vậy, không khỏi tán thưởng nói, không ngờ giới luyện võ còn có một nhân vật như ông, khẳng khái chịu chết, hy sinh vì nghĩa, vì toàn bộ giới luyện võ, mà tình nguyện từ bỏ đi tính mạng của mình, không thể không nói, hành động của ông thật khiến người khác khâm phục. Ha ha. E rằng ông hiểu lầm rồi, chuyện của giới luyện võ không liên quan gì đến tôi, cũng không phải là lý do để khiến cho tôi có thể hy sinh lớn như vậy, có cải biến hay không, tôi cũng không cưỡng cầu. Thạch Hạo Hán khẽ cười nói, cho nên, tôi không có vĩ đại như ông nói đâu, tôi làm ra quyết định này không phải là vì giới luyện võ. Ồ, Nam Cung Dận lập tức nghi hoặc vô cùng, nhíu mày nói, vậy ông là vì cái gì, lẽ nào còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng của mình sao? Có. Thạch Hạo Hán cúi đầu xuống, nhìn Tô Thương ở bên kia màn sáng, lộ ra vẻ hiền lành hiếm thấy, lẩm bẩm nói, nó, dù sao cũng là cháu ngoại của tôi. Cho tới nay, Thạch Hạo Hán đối với Tô Thương không hề có biểu cảm tốt gì, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét nữa. Cho dù là Tô Thương đã giành được hạng nhất đại hội võ thuật, trở thành minh chủ võ lâm, thuật theo thiên mệnh, phải thay giới luyện võ khởi động cải biến,
thì Thạch Hạo Hán cũng chưa bao giờ mỉm cười với anh. Ông ta hận nhà họ Tô, hận Tô Thần Binh, cũng hận luôn cả Tô Thương. Năm đó nếu như không phải là Tô Thần Binh, thì con gái của Thạch Hạo Hán cũng sẽ không đột nhiên không khác gì người thường như vậy. Phải biết, thực lực và thiên phú của Thạch Ngọc Yến là đỉnh cấp trong giới luyện võ, thậm chí có thể nói là tuyệt đỉnh, hàng trăm hàng ngàn năm đến nay, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ thiên phú của người nào có thể so được với Thạch Ngọc Yến. Thạch Hạo Hãn sớm đã nuôi dưỡng Thạch Ngọc Yến như người nối nghiệp của mình, ngay cả hai đứa con trai của mình, ông ta cũng không thèm xem trọng. Nhưng ai mà ngờ, sau đại hội võ thuật năm đó, đứa con gái thiên tài của mình lại vô duyên vô cớ mất tích. Lần nữa biết được tin tức của con gái thì Thạch Hạo Hãn lại phát hiện ra đứa con gái kinh tài tuyệt diễm của mình vậy mà đã biến thành một người bình thường, còn sinh cho Tô Thần Binh một trai một gái nữa chứ. Chuyện đó khiến cho Thạch Hạo Hãn không kiềm được tức giận, hận không giết hết tất cả người nhà họ Tô, ăn tươi nuốt sống Tô Thần Binh. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi, ông ta đương nhiên sẽ không làm như thế thật. Tóm lại, Thạch Hạo Hãn đối với Tô Thương, đương nhiên không có cảm tình tốt gì. Nhưng, chính như ông ta nói, Tô Thương dù sao cũng là cháu ngoại của ông ta, là cháu ngoại ruột đó. Thạch Hạo Hãn có tuyệt tình thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Thương bị đánh được. Hai, Tô Thương, cháu và ông dù sao cũng là quan hệ máu mủ ruột thịt, ông cũng chưa từng làm chuyện gì cho cháu, hôm nay, coi như để ông ngoại bù đắp cho cháu thiệt thòi của những năm này nhé. Thạch Hạo Hãn thở dài một hơi, đồng thời hạ quyết tâm, ánh mắt kiên quyết nhìn Nam Cung Dận. Còn 2 phút, Thạch Hạo Hãn không thể không nói cho ông biết một sự thật tàn khốc. Lúc này, Nam Cung Dận nhìn thẳng vào Thạch Hạo Hãn cười nhạo nói, cho dù ông có thi triển thần công Thái Sơn thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Vừa dứt lời, Nam Cung Dận lập tức ra tay tấn công, linh khí tràn ngập trong lòng bàn tay, mang theo hào quang của luồng linh khí đáng sợ đánh thẳng về phía Thạch Hạo Hãn. Cảnh giới giả đan. Nam Cung Dận đã đặt chân vào cảnh giới này, thực lực cường đại dị thường, ông ta tràn đầy tự tin. Thạch Hạo Hãn cảm nhận được đòn tấn công của đối phương đang tiến gần tới, liền bước lên trước một bước, dùng thân thể của mình chắn ngang lại. Thạch Hạo Hãn dưới trạng thái sử dụng thần công Thái Sơn, có sức phòng ngự kinh người, có thể chống lại sự xâm phạm của bất kỳ phương pháp gì, sức mạnh của nó là vô hạn, có thể rời cả núi, lấp cả biển, đây chính là đặc điểm của thần công Thái Sơn. Nhưng lần này, đối mặt với đòn tấn công của Nam Cung Dận, bức tường phòng ngự của Thạch Hạo Hãn đã bị phá vỡ rồi. Bịch, Thạch Hạo Hãn liền lùi về sau nửa bước, dưới một đòn này, ông ta đã bị đánh cho khuỵu một chân xuống đất, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vàng óng lộ ra biểu cảm đau đớn. Nhưng mà, một giây sau, ông ta lại tiếp tục đứng lên, ánh mắt kiên quyết nhìn về Nam Cung Dận, không hề run sợ nói, làm lại lần nữa. Muốn chết à? Nam Cung Dận tức giận, không ngừng ra tay. Một lần lại một lần nữa. Mỗi lần tấn công, đều bị Thạch Hạo Hãn dùng cơ thể ngăn lại, một phút ngắn ngủi trôi qua, Thạch Hạo Hãn ngã đến vài chục lần. Mỗi một lần ngã xuống, đều sẽ nhanh chóng đứng người lên. Trên mặt đất, vết máu đỏ thấm, nhuộm đỏ hết cả xung quanh. Vèo. Đúng lúc này, một đại trận vàng chói vây quanh Tô Thương, bỗng xuất ra một luồng hào quang sáng chói, hoa văn trên ánh sáng, nhanh chóng di chuyển, giống như muốn nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Đại trận, sắp mở ra. Đến lúc đó, cải biến giới luyện võ, sẽ thành công ngay lập tức, hệ thống luyện võ võ thần lục địa sau này, sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Nam Cung Dận thấy cảnh này, bỗng lòng nóng như lửa đốt, muốn ra tay ngăn cản Tô Thương. Nhưng Thạch Hạo Hãn lại đứng lên một lần nữa, chặn ở phía trước. Thạch Hạo Hãn, ông đi chết đi. Nam Cung Dận tức giận vô cùng, dùng hết toàn bộ sức lực, đánh giết Thạch Hạo Hãn như điên. Phịch, Thạch Hạo Hãn muốn né cũng không né được, bởi vì sau lưng ông ta, chính là Tô Thương, cho nên ông ta mới kiên cường chặn những cú tấn công của Nam Cung Dận. Sau này, có một lực tấn công rất mạnh vào đầu gối khiến ông ta quỳ gối xuống đất, máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ đau đớn toát lên từ khuôn mặt già nua, ánh mắt có chút mơ hồ, khí tức lại càng uể oải. Nhưng, sau một lúc, Thạch Hạo Hãn vẫn dựa vào sự nghị lực của mình,
cố gắng đứng đậy, giống như một chiến thần bất tử. A, à, Nam Cung Giận sắp không xong rồi, nên ông ta điên cuồng gấp gáp, không ngừng đánh giết Thạch Hạo Hãn. Linh khí màu bạc, giống như là cuồng phong vũ bão, rơi vào cơ thể nhỏ bé của Thạch Hạo Hãn. Thạch Hạo Hãn đau đớn không chịu nổi, nhưng không hề nhượng bộ, bảo vệ Tô Thương ở sau lưng thật cẩn thận. Cố chấp thật đấy. Có trời mới biết ông ta đã phải chịu đau đớn như thế nào, tiền bối Thạch Hạo Hãn, thật là khiến người phải khâm phục. Ông ta có thứ cần thiết phải bảo vệ, Sơn Chủ Thạch, cố lên, tôi tin ông nhất định có thể làm được. Nhanh nhanh, chưa đến một phút nữa, là Tô Thương thành công rồi. Chấm chấm chấm. Nhóm người hóng chuyện ở hiện trường, tất cả đều bị sự cố chấp của Thạch Hạo Hãn làm cho cảm động, căng thẳng quan sát sự thay đổi phía trước. Cùng lúc đó, Quân Vô Ưu chiến đấu với Ali, cuộc chiến vẫn đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như trước. Lúc trước, Ali đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, muốn xóa sổ Quân Vô Ưu, để qua bảo vệ cho Tô Thương, nhưng Quân Vô Ưu lại không cho cô ấy cơ hội này. Bây giờ, Quân Vô Ưu nhìn thấy Nam Cung Giận đánh mãi không xong, đại trận lập tức mở ra rồi, nên trong lòng có chút lo lắng, vì vậy cũng muốn qua trợ giúp Nam Cung Giận. Nhưng sao Ali có thể khoanh tay đứng nhìn được, đột nhiên cô ấy tăng thế tấn công nhanh một chút, để Quân Vô Ưu không thể ra tay trợ giúp được. Một bên khác, cuộc chiến của đám người nhà họ Tây và đám người Đông Phương Diệu cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Lần này, nhà họ Tây có đến gần 100 tên cao thủ trúc cơ, tuy thực lực đơn lẻ không bằng mấy người Hạ Hầu Ấn, nhưng lại đánh thắng được rất nhiều người. Lúc này, mấy người Hạ Hầu Ấn liên tục thất bại, ngoại trừ Hạ Hầu Ấn ra, thì mấy người khác đều bị đánh bại rồi. Thậm chí bản thân Hạ Hầu Ấn cũng bị thương nặng trên người, cuối cùng ông ta nhìn qua xung quanh, lựa chọn chạy trốn. Chỉ thấy ông ta chống Mộc Dương Tán lên, dẫn theo thế hệ sau Hạ Hầu Kiệt, nhún người bay ra khỏi núi Võ Đang. Đáng chết! Đông Phương Diệu thấy vậy, tức giận đến nỗi chửi ầm lên, đáng tiếc, hai người bọn Hạ Hầu Ấn đã đi xa rồi. Hơn nữa, ông ta dẫn đầu mấy người, cũng bị cha con Tây Lạc Diệp đánh bại, chỉ có ông ta là chưa ngã xuống thôi. Ngay lúc Đông Phương Diệu chửi mắng Hạ Hầu Ấn, Tây Lạc Diệp nắm lấy cơ hội, đánh một chưởng vào lồng ngực ông ta. Không sai chút nào, Đông Phương Diệu ngã xuống, kiếm Ngọa Long rời khỏi tay. Tây Lạc Diệp bay vọt lên trời, đón lấy kiếm Ngọa Lang, hơn nữa thừa thắng xông lên, đánh ầm một phát xuống lòng đất. Chấm. Xem mặt mũi Đông Phương không sáng kìa, phải giết chết ông ta mới được. Tây Lạc Diệp cũng không hề đuổi cùng giết tận, nếu không sẽ chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng với cửu đại cổ tộc còn lại rồi. Giải quyết mấy người Đông Phương Diệu, ánh mắt Tây Lạc Diệp dừng lại trên người Nam Cung Giận, phát hiện ra đối phương đã tiến đến cảnh giới giả đan rồi, nên không tiến lên phía trước nữa. Cảnh giới giả đan à? Tây Lạc Diệp lắc đầu gượng cười, thể hiện ra sự kiêng dè, tự lẩm bẩm, không ngờ lão già Nam Cung Giận này lại tiến vào cảnh giới giả đan rồi. Ôi, Tô Thương, chuyện hôm nay thì phải xem vào số phận của cậu vậy. Cha, cảnh giới giả đan rất khó để đặt chân tới à, tại sao cha không đặt chân đến cảnh giới này? Tây Phương Sáng đứng bên cạnh tò mò hỏi. Điều này thì phải xem tình huống đã. Tây Lạc Diệp thành thực đáp lại, đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong nhiều năm, căn cơ vững chắc, thì có thể đột phá đến cảnh giới kết đan rồi à. Chẳng qua mọi người đều biết, cảnh giới kết đan cảnh sẽ bị mấy cái không rõ ràng quấy nhiễu, đau đầu đến nỗi không muốn sống nữa, chỉ có bước vào tinh không cổ lộ của Côn Luân, để rời khỏi trái đất mới có thể tránh những thứ không rõ ràng đó quấy nhiễu. Nhưng điểm cuối của tinh không cổ lộ, rốt cuộc là gì, thì không ai biết được, bởi vậy, thông thường là người tu chân ở trái đất, dường như không có người muốn đặt chân đến tinh không cổ, chính là vì nguyên nhân này, rất nhiều người tu chân cảnh giới kết đan có thể, cố chấp đạt được các cảnh giới, nhưng lại không muốn kết đan. Tây Lạc Diệp tiếp tục nói, Nam Cung Giận, chính là một trong số đó, ông ta ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong nhiều năm, có thể kết đan từ lâu rồi, nhưng cuối cùng lại không dám. Còn về cảnh giới giả đan, thì cần phải có một ngoại lực, đánh vỡ kim đan, đương nhiên, nếu như bản thân đủ mạnh, tâm địa độc ác, thì chính mình cũng có thể đánh vỡ được kim đan. Nhưng điều này vô cùng khó, cho nên bình thường cũng phải cần một người hỗ trợ có một thực lực vô cùng lớn mạnh. Tây Lạc Diệp nói tiếp, trừ cái đó ra,
còn cần một lượng lớn của cải, ví dụ như linh thạch, dược liệu, tất cả những thứ chứa đựng linh khí. Không có một lượng lớn của cải, sau khi kim đan vỡ vụn, Nam Cung Dận chắc chắn phải chết. Tây Lạc Diệp thản nhiên nói, dựa vào thực lực nhà họ Nam Cung, hai điều kiện này đương nhiên toàn có thể thỏa mãn, ông ta đặt chân đến cảnh giới giả đan, cũng hợp tình hợp lý. Nếu không phải lão tổ tông nhà họ Tây chúng ta biến mất 20 năm, thì cha cũng đặt chân đến cảnh giới kết đan từ lâu rồi, ngoại trừ lão tổ tông ra, thì nhà họ Tây không có ai có thể thay cha đánh vỡ kim đan được. Tây Lạc Diệp nói, cảnh giới giả đan mạnh như vậy, nếu như bồi dưỡng mấy tên giả đan nhiều một chút, chẳng phải có thể thống nhất được cổ tộc rồi sao? Tây Phương Sáng hỏi dò. Con nghĩ nhiều rồi, cho dù nhà họ Tây tích trữ của cải nhiều năm, nhiều lắm chỉ có thể tạo ra được 4-5 tên giả đan thôi. Tây Lạc Diệp gượng cười nói, huống hồ, con cho rằng các cổ tộc khác, không có cảnh giới giả đan sao? Thì ra là thế. Tây Phương Sáng khẽ gật đầu như đã hiểu. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giờ phút này. Thấy chỉ còn mấy giây cuối cùng nữa, trong lòng Nam Cung Dận vô cùng lo lắng, rốt cuộc có bắt được Thạch Hạo Hãn không đây? Lúc này Thạch Hạo Hãn, nằm dạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi nữa, đôi mắt hơi khép lại, lộ ra vẻ cạn kiệt sức lực vô cùng, ông ta sắp ở ranh giới của cái chết rồi. Thạch Hạo Hãn, ông làm hỏng chuyện tốt của tôi muốn ông phải chết. Nam Cung Dận lên cơn giận dữ, lập tức điều động toàn bộ linh lực trên cơ thể, định xuất ra một cú tấn công cuối cùng. Ầm ầm. Nhưng chính lúc này, Tô Thương ngồi khoanh chân ở bên trong luồng ánh sáng, mở mắt. Ánh mắt sắc bén, giống như là sẽ tan ánh sáng của màn đêm tối, khí thế vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã bao phủ khắp hiện trường. Liên quan tới đại trận cải biến giới luyện võ, được mở ra rồi. Ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang, trong lúc Tô Thương mở mắt, bỗng chốc, khởi động. Giờ phút này, ngũ hành liên hoàn trận dưới sự nắm quyền của Tô Thương, đã nắm giữ được tất cả các thế lực của núi Võ Đang, khí tức như vực sâu biển lớn. Đại trận cải biến giới luyện võ, bắt đầu. Ngũ hành liên hoàn trận, bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Tô Thương ở trên đài cao đứng dậy, bức màn ánh sáng màu vàng bao quanh đài cao đã tiêu tán đi mất. Mà quanh người anh lại tản ra hào quang sáng chói, vô cùng lóa mắt, nhìn anh giống như một vị thần tôn vậy. Từ đầu đến cuối, Tô Thương đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhưng mà, anh cần phải bình tâm để khởi động đại trận cải biến giới luyện võ này, cho nên không thể phân tâm được, cũng không thể bỏ dở nửa chừng được. Bởi vì, Tô Thương phát hiện ra chỉ cần ý thức của mình sao nhãng một chút thôi thì đại trận này sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Nói cách khác, một khi anh đã leo lên đài cao này rồi thì bắt buộc phải khởi động xong đại trận, nếu không thì không còn cách gì khởi động lại được nữa. Cho nên, Tô Thương chỉ đành khiến mình bình tâm lại, tranh thủ mau chóng khởi động đại trận này. Cũng may trong lúc nguy cấp, thì cũng đã khởi động được đại trận, Tô Thương cũng coi như đã được giải thoát. Cùng lúc đó, anh vừa nảy suy nghĩ một cái, thì đã khởi động thêm một trận pháp khác ở trên núi Võ Đang, chính là ngũ hành liên hoàn trận. Trận pháp này là dựa vào toàn bộ căn cơ của núi Võ Đang, nắm giữ được trận pháp này, thì ở trong núi Võ Đang, không có ai là đối thủ của Tô Thương cả. Trừ phi có cao thủ cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện, nếu không thì Tô Thương chính là một tồn tại vô địch thiên hạ. Mà trên trái đất, người cảnh giới kết đan chân chính còn không có thì nói gì đến Nguyên Anh. Soạt soạt soạt. Giờ này phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Thương. Cải biến giới luyện võ, bắt đầu rồi sao? Có vẻ như gần rồi đó, bức màn sáng bao quanh đài cao kia không còn nhìn thấy nữa. Mấy người có thấy ánh kim quang bao quanh minh chủ Tô không? Quá khủng khiếp rồi. Nào chỉ khủng khiếp, tôi còn mơ hồ cảm nhận được, ánh kim quang trên người minh chủ Tô, chính là tương lai của giới luyện võ. Tôi vẫn chưa cảm nhận được sự biến hóa của giới luyện võ. Át hẳn còn cần minh chủ Tô làm bước cuối cùng nữa thì cải biến giới luyện võ mới thật sự bắt đầu. Tên Nam Cung Dận này đã đạt đến cảnh giới giả đan gì đó, minh chủ Tô chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta, còn đợi cái gì nữa chứ, tại sao không trực tiếp khởi động cải biến giới luyện võ đi, để xem mấy trụ cột của giới luyện võ kia có thể một bước lên trời không? Chấm chấm chấm. Quần chúng ăn dưa, cảm thấy vô cùng khó hiểu, lo lắng nhìn về phía Tô Thương ở nơi xa kia.
Quan trọng là đại trận cải biến giới luyện võ này cuối cùng cũng được mở ra rồi. Hai, e rằng từ nay, thế giới sẽ trải qua những thay đổi lớn lao, và không biết là tốt hay xấu nữa. Tây Lạc Diệp ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được thở dài một tiếng, biểu cảm có chút phức tạp. Ông ấy dù sao cũng là thập đại cổ tộc, đứng ở lập trường nhà họ Tây, chắc chắn là ông ấy không muốn nhìn thấy giới luyện võ cải biến rồi. Nhưng lão tổ đã có lệnh, kêu ông ấy bảo vệ hậu nhân nhà họ Tô là Tô Thương, Tây Lạc Diệp chỉ đành nghe theo thôi. Giới luyện võ, phải cải biến rồi sao? Lúc này, Quân Vô Ưu và A Ly vừa đỡ nhau một chiêu, rồi cùng lui về sau đó anh ta dừng chân lại, quan sát Tô Thương, và cũng không ra tay đánh nhau với A Ly nữa. Anh ta sở dĩ giao đấu với A Ly là vì muốn kéo dài thời gian, để Nam Cung Dận ngăn cản Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ. Nhưng bây giờ, cải biến giới luyện võ đã được khởi động rồi, Quân Vô Ưu đương nhiên không cần thiết phải ngăn cản nữa. Về phần A Ly, cũng không đuổi tận cùng không bỏ, mà giữ nguyên hình dạng cửu vĩ hồ của mình nhanh chóng bay về bên cạnh Tô Thương, bảo vệ Tô Thương. Thành công rồi, ha ha ha, Tô Thương, cảm ơn cậu, không còn cửu chuyển cải thiên trận này nữa. Cái cơ thể của lão tổ Quỷ Minh Tông của tôi cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Trong đám người, lão độc vật Lâm Uyên thoáng nở một nụ cười. Quỷ Minh Tông. Không sai. Lão độc vật Lâm Uyên, tiếp nhận truyền thừa chính là từ Quỷ Minh Tông. Ông ta đến từ vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, Lư Sơn, vẫn luôn tu luyện độc công, ban đầu ông ta chỉ biết Quỷ Minh Tông là thật sự có tồn tại. Thậm chí lúc trước khi còn trẻ, Lâm Uyên còn từng đi theo Tô Vô Kỵ, tham gia vào cuộc vây quét Quỷ Minh Tông. Dù sao, Quỷ Minh Tông lúc đó, ở trong mắt mọi người là một thế lực tà ác, người người đều muốn tiêu diệt. Nhưng khoảng thời gian trước, Lâm Uyên dùng công pháp mà Tô Thương truyền thừa cho ông ta, thành công bước vào hàng ngũ người tu chân, đồng thời khi linh khí của ông ta được kích hoạt, thì lại vô tình đạt được truyền thừa ở trong cờ bách độc. Mà cái truyền thừa kia vốn là đến từ lão tổ Quỷ Minh Tông. Cũng chính là lão già tự xưng là Tô Ma đang bị nhốt trong tháp hư không kia. Trong cờ bách độc, không chỉ có truyền thừa, còn cả ấn ký của một linh hồn chính là của Tô Ma lão tổ Quỷ Minh Tông lưu lại. Lâm Uyên sau khi hấp thụ hết ấn ký, liền biết được cơ thể của lão tổ đang bị trấn áp ở dưới trận pháp cứu chuyển cải thiên trận ở núi Võ Đang. Chỉ cần trận pháp này được khởi động thì cơ thể của lão tổ liền có thể được tái xuất giang hồ. Ấn ký linh hồn ở trong cờ bách độc còn nói cho Lâm Uyên biết một khẩu quyết, có thể khiến cho linh hồn của ông ta rời khỏi cơ thể của chính mình, chuyển sang cơ thể của lão tổ, sau đó thì có thể khống chế được cơ thể của lão tổ. Đến lúc đó, trên trời dưới đất không có ai là địch thủ của ông ta nữa. Đương nhiên, lão tổ lưu lại ấn ký còn nói, trịnh trọng căn dặn Lâm Uyên, nhất định phải lợi dụng sức mạnh của cơ thể đó ép buộc hậu nhân nhà họ Tô thả linh hồn lão tổ ra. Để cho cơ thể và linh hồn của lão tổ có thể được nhập lại với nhau. Một khi chuyện này thành công rồi, tất nhiên ông ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Lão tổ hứa hẹn, đến lúc đó Lâm Uyên sẽ trở thành đệ tử đích truyền của ông ta, và ông ta sẽ đem hết tất cả các tuyệt kỹ sở học của mình truyền lại cho Lâm Uyên. Điều đó khiến Lâm Uyên kích động mãi không thôi, cho nên mới vội vã muốn tìm hiểu cái gì là cửu chuyển cải thiên trận. Sau khi điều tra một phen, thì Lâm Uyên cũng biết được, cửu chuyển cải thiên trận này có liên quan đến cải biến giới luyện võ. Chỉ cần cải biến giới luyện võ có thể được khởi động thành công thì cửu chuyển cải thiên trận sẽ tự nhiên mà mất đi. Thế là Lâm Uyên liền ghi danh tham gia đại hội võ thuật, thậm chí còn chủ động hẹn gặp Tô Thương, lấy lòng Tô Thương, đồng thời còn nói mình sẽ giúp đỡ Tô Thương. Còn có một chuyện nữa, hai ngày trước Tô Thương rút thăm được vé trắng, còn ông ta rút trúng Quân Vô Ưu, kỳ thực đều là sự sắp xếp của ông ta. Lâm Uyên dù sao cũng là lão tổ tông của vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, bên người luôn mang theo cái vòng tay chứa đồ, cất giữ vô số tư nguyên, cho nên việc mua chuộc trọng tài cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thông qua ấn ký của linh hồn, ông ta biết chỉ có hậu nhân nhà họ Tô mới có thể khởi động cải biến giới luyện võ, cho nên ông ta không thể để Tô Thương bị loại được. Dựa theo số mệnh thì cho dù lần này Tô Thương bị loại thì tương lai không lâu anh vẫn có cơ hội tiếp xúc với cửu chuyển cải thiên trận này, chỉ là như vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Bởi vậy, Lâm Uyên vừa sắp xếp cho Tô Thương rút trúng vé trắng, tranh thủ chút thời gian cho Tô Thương, mặt khác cũng để mình gặp được Võ Đang Vương Giã,
ông ta muốn thay Tô Thương dọn sạch chướng ngại vật. Lâm Uyên sớm đã biết được thực lực của Quân Vô Ưu, nhưng Quân Vô Ưu nói rồi, chỉ là muốn so tài mà thôi, bất luận thắng hay thua, thì cũng sẽ rút khỏi đại hội võ thuật, vì vậy Lâm Uyên mới định loại bỏ đi Vương Dã mà thôi. Nhưng không biết sao trọng tài nơi đó lại là lão đạo sĩ của Thiên Cơ Môn, là đồng môn của Vương Dã, cho nên mặc dù đã nhận tiền của ông ta rồi nhưng cũng không làm theo lời ông ta dặn, chơi Lâm Uyên một vố, sắp xếp cho ông ta đấu với Quân Vô Ưu. Bất luận thế nào thì tóm lại, Tô Thương thành công trở thành người đạt giải nhất đại hội võ thuật, đồng thời cũng đã khởi động cải biến giới luyện võ rồi, mục đích của Lâm Uyên cũng đã đạt được. Lão Tổ lưu lại linh hồn ấn ký nói rồi, cơ thể của ông ta đang bị trấn áp ở sau núi Võ Đang. Lâm Uyên nở một nụ cười đắc ý, sau đó thân ảnh lóe lên, bay thẳng về phía sau núi Võ Đang, rất nhanh đã biến mất trong đám người. Cùng lúc đó, Nam Cung Dận dừng lại, cũng không ra tay với Thạch Hạo Hãn nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thương bằng ánh mắt phức tạp, hỏi như để chứng thực bắt đầu cải cách giới luyện võ rồi à? Vẫn chưa. Tô Thương tiến lên nhìn Nam Cung Dận, đáp lại, nhưng chỉ cần tôi muốn là có thể mở ra ngay. Tôi định giết ông trước rồi mới bắt đầu cải cách giới luyện võ, dùng máu của ông để chào đón giới luyện võ hoàn toàn mới sắp đến. Tô Thương lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Giết tôi. Nam Cung Dận nghe vậy thì không nhịn được cười nói, chỉ bằng cậu ư. Ông không tin sao, Tô Thương nhíu mày. Ha ha, cậu có biết tôi đã sống bao nhiêu năm không, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như thế à? Nam Cung Dận không coi Tô Thương ra gì, lạnh lùng nói, Tô Thương, có phải nếu bây giờ tôi giết cậu thì cuộc cải cách giới luyện võ sẽ không thể mở ra được nữa không? Đúng. Số mạng của giới luyện võ đang phụ thuộc hết vào tôi, một khi tôi chết, cuộc cải cách giới luyện võ đương nhiên sẽ không tồn tại nữa. Tô Thương lạnh nhạt nói, nhưng mà, ông không có năng lực này. Tô Thương. Ngay lúc này, Vương Trọng Vân nằm dưới đất bỗng nhiên mở miệng nói, không được cậy mạnh, đừng nói nhảm với ông ta nữa, mau chóng mở cải cách giới luyện võ, để giới luyện võ xuất hiện cảnh giới mới đi, đến lúc đó chắc chắn tôi có thể bước vào cảnh giới kia. Cũng chính là cảnh giới võ tôn đã nói lúc trước. Không sai, Tô công tử, đừng hành động thiếu suy nghĩ, Nam Cung Dận đã là cảnh giới giả đan, áp đảo trên trúc cơ, cậu không phải đối thủ của ông ta đâu. Từ Thiện Sư Thái cũng nói, tôi chắc chắn mình sẽ trực tiếp đặt chân lên võ tôn, một khi tôi bước vào võ tôn sẽ có thể dễ dàng đánh bại Nam Cung Dận, đến lúc đó muốn giết muốn xử Nam Cung Dận thế nào thì tùy cậu. A-di-đà Phật. Viên Thông trụ trì đang ngồi xếp bằng, Phật lực cả người ông ta đã biến mất, dần dần mờ nhạt đi cứ như sắp viên tịch, yếu ớt mở miệng nói, Tô Thương thí chủ, phải lấy đại cục làm trọng, có lẽ cuộc cải cách giới võ cổ có thể để tôi lấy được cuộc đời mới. Tô Thương. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương, trong mắt tràn đầy tin cậy, nói cứ làm theo chính mình đi, tôi tin tưởng anh. Tô Thương không để ý đến những người khác, chỉ gật đầu một cái với Thiên Sơn Tuyết. Dịu dàng nói, yên tâm đi, Tuyết Nhi, tôi tự có chừng mực. Sau đó Tô Thương đi xuống đài tròn, quanh người có ánh sáng vàng chói mắt, lạnh lùng nói, Nam Cung Dận, tới đi, đừng để tôi ra tay trước, nếu không tôi sợ ngay cả cơ hội ra tay ông cũng không có đâu. Ngông cuồng! Nam Cung Dận thấy vậy, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, vô cùng giận dữ xông về phía Tô Thương. Tô Thương thấy thế vẫn thản nhiên đứng yên, nở nụ cười lạnh nhạt. Cũng không có ý định ra tay. Ra vẻ ta đây. Nam Cung Dận lại không bị Tô Thương hù dọa, thế công không giảm, rất nhanh đã sắp đập tay lên trên người Tô Thương. Nhưng đúng lúc này, một bức tường kim loại xuất hiện ngăn cản trước người Tô Thương. Keng. Một giây sau, bàn tay của Nam Cung Dận đập mạnh vào bức tường kim loại, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, Nam Cung Dận bị đánh bật lại mấy bước. Sau khi ổn định cơ thể thì há mồm phun ra một ngụm máu, cánh tay tê dại rũ xuống, máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Đây là cái gì? Nam Cung Dận vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngũ hành liên hoàn trận. Lại là ngũ hành liên hoàn trận. Vương Trọng Vân run run rẩy rẩy đứng lên, sau khi thấy bức tường kim loại đột nhiên xuất hiện thì lập tức nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được hỏi, Tô công tử. Cậu cầm ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang. Tô Thương gật đầu nói, cũng không phủ nhận.
Chuyện này. Vương Trọng Vân trợn mắt há hốc mồm, được bao lâu rồi? Chính là mấy ngày trước, Vương môn chủ, ông quên rồi sao? Tô Thương khẽ cười nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Vương Trọng Vân như nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp, khó trách lúc ấy cậu có thể bình yên vô sự đi ra khỏi tỏa linh trận. Ngũ hành liên hoàn trận và tỏa linh trận là trận pháp mạnh nhất của núi Võ Đăng, ngũ hành liên hoàn trận là chính, tỏa linh trận là phụ, cậu nắm ngũ hành liên hoàn trận trong tay thì chắc chắn có thể coi thường tỏa linh trận. Chẳng qua là, những trận pháp này đều là nhân vật thông thiên hơn 100 năm trước để lại, Tô công tử, sao cậu có thể lấy được ngũ hành liên hoàn trận và tỏa linh trận trong thời gian ngắn như vậy? Vương Trọng Vân vô cùng khó hiểu. Tôi cũng không biết. Có lẽ có một số chuyện đã được quyết định từ trước đi. Tô Thương nói như vậy. Quyết định từ trước, ha ha, hay cho quyết định từ trước, Tô công tử, giới luyện võ có cậu nhất định có thể sang trang mới. Vương Trọng Vân không nhìn được cười to, sau đó quay sang nhìn Nam Cung Dận, nói, Nam Cung Dận, người điều khiển ngũ hành liên hoàn trận có thể làm chủ võ đang, không một ai dưới Nguyên Anh có thể ngăn, có thể nói bây giờ ông và Tô công tử khác một trời một vực. Ngũ hành liên hoàn trận. Không một ai dưới Nguyên Anh có thể ngăn. Nam Cung Dận khẽ cau mày, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng có cảm giác không lành, muốn chạy trốn ngay lập tức. Muốn chạy. Quá muộn rồi, ở lại đây đi. Tô Thương thấy vậy thì lạnh nhạt mở miệng nói, một giây sau liền khẽ ngẩng đầu. Ầm. Trong phút chốc, ngọn lửa hừng hực đột nhiên xuất hiện bọc lấy Nam Cung Dận. Bức tường kim loại vừa rồi là kim linh trận trong pháp trận ngũ hành, ngọn lửa này cũng là hỏa linh trận. A, à, trong nháy mắt Nam Cung Dận đã biến thành một người lửa, cho dù có linh khí cao hơn nữa cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa quanh người, đau đớn không chịu nổi mà kêu thảm thiết, cuối cùng bị đốt thành cho bụi, hoàn toàn không có cả hài cốt. Còn về Quân Vô Ưu, lúc thấy Tô Thương sử dụng ngũ hành liên hoàn trận đã chạy trốn rồi. Anh ta tới núi Võ Đang vốn là vì vật gì đó, muốn nhân lúc hỗn loạn để lấy đi. Nhưng bây giờ xem ra đã hoàn toàn không có cơ hội, cho nên chuồn là thượng sách. Ali muốn đuổi theo, lại bị Tô Thương ngăn cản. Để anh ta đi thôi, Quân Vô Ưu này còn chưa đến mức nhất định phải giết. Tô Thương nói. Ừm. Ali gật đầu một cái, khôi phục hình người cung kính đứng ở sau lưng Tô Thương. Tô Minh Chủ. Tô Minh Chủ. Tô Minh Chủ. Lúc này, đông đảo người luyện võ ở đây thấy Tô Thương dễ dàng tiêu diệt Nam Cung Dận thì vô cùng kích động, hô lên tên của Tô Thương như làm chấn động cả trời đất. Được rồi. Tô Thương giơ tay lên tỏ ý mọi người dừng lại, xung quanh lập tức yên lặng như tờ. Ngay sau đó, Tô Thương nhìn bốn phía, đảo mắt qua Dì Phù, Thiên Niên Sát, năm anh em họ Đoàn, Tây Lạc Diệp, Tây Phương Lượng, cuối cùng nhìn về phía Thạch Hạo Hán cách đó không xa. Lúc này cơ thể Thạch Hạo Hãn đã khôi phục bình thường, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngày càng uể oải thoi thóp. Vào lúc này, Thạch Hạo Hãn cũng nhìn về phía Tô Thương, ông ta đã không còn sức lực để nói chuyện nữa, chỉ nở một nụ cười hiền lành. Một giây sau, Thạch Hạo Hãn nhắm hai mắt lại, hơi thở dần dần yếu đi, sắp hoàn toàn tắt thở. Thạch Hạo Hãn, Tô Thương vô cùng xúc động, hô to tên của Thạch Hạo Hãn. Sau đó rót linh khí vào trong cơ thể ông ta. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không làm được gì, Thạch Hạo Hãn bị thương quá nặng, hơn nữa đã sử dụng Thái Sơn thần công 100 lần, cơ thể đang dần tan rã. Bây giờ chỉ có một biện pháp để cứu ông ta. Tô Thương thu tay lại, không phí sức nữa, mà ngửa mặt lên trời nói, cải cách giới luyện võ, mở cho ta. Một giây sau, trời đất đột nhiên biến đổi. Thạch Hạo Hãn sắp phải chết. Cho dù Tô Thương đưa linh khí vào trong cơ thể ông ta thì vẫn không thay đổi được kết cục này. Bởi vì, thứ mà Tô Thương tu luyện chính là linh khí, mà Thạch Hạo Hãn lại đi theo hệ thống cổ võ, tu luyện chân khí. Linh khí và chân khí không hề liên quan đến nhau. Nhưng mà Tô Thương có thể chuyển hóa linh khí thành chân khí, chữa thương cho người luyện võ. Nhưng Thạch Hạo Hãn quá mạnh, cảnh giới lục địa võ thần đỉnh phong. Cho dù Tô Thương chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành chân khí cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Huống chi Tô Thương cũng không có khả năng chuyển linh khí của mình thành chân khí trong thời gian ngắn như vậy. Với tình hình này của Thạch Hạo Hãn thì chỉ có khi đột nhiên nhận được một số lượng lớn chân khí mới có cơ hội có một chút hy vọng sống.
nhưng lại rất khó làm được điều này. Có thể để người khác truyền cho, nhưng mà mấy lão già ở đây đều bị thương nặng rồi. Cho dù bọn họ đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể vì cứu Thạch Hạo Hãn mà từ bỏ công lực của mình được. Cho nên việc này cũng không thực tế. Vì thế chỉ có mở ra cải cách giới luyện võ, có lẽ Thạch Hạo Hãn mới có thể sống được. Theo lời Vương Trọng Vân nói, sau khi mở ra cải cách giới luyện võ, Tô Thương sẽ nhận được quà tặng cải cách, có được 10 suất để người bên cạnh mình bước vào cảnh giới mới, cũng chính là cảnh giới võ tôn. Nếu đã có thể tiến vào cảnh giới võ tôn, tất nhiên sẽ có một số lượng chân khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể, đây cũng là cơ hội của Thạch Hạo Hãn. Cảm xúc của Tô Thương về Thạch Hạo Hãn rất phức tạp. Từ đầu đến cuối, anh đều không có ấn tượng tốt với Thạch Hạo Hãn, thậm chí còn coi Thạch Hạo Hãn thành kẻ địch. Chỉ vì Thạch Hạo Hãn đã bắt mẹ anh Thạch Ngọc Yến đi, chia rẽ gia đình bốn người bọn họ. Trước đó Tô Thương đã từng quyết định nhất định phải đến vùng núi Tế Trời Đại làm loạn một trận để cứu mẹ mình. Nếu có người dám ngăn cản mình, vậy chắc chắc mình sẽ không nương tay. Nhưng vừa rồi, Tô Thương không thể ngờ được Thạch Hạo Hãn sẽ sử dụng Thái Sơn Thần Công, liều mạng bảo vệ mình, điều này khiến Tô Thương vô cùng cảm động. Lấy tình trạng của Thạch Hạo Hãn, chỉ cần sử dụng Thái Sơn Thần Công thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dù sao không được sử dụng Thái Sơn Thần Công quá trăm lần mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.